một trăm con người ngẫu nhiên này bất ngờ bị bớ đến một thế giới xa lạ bỗng từ đâu xuất hiện một tiểu quỷ có cánh chào đón mọi người đã đến dị giới trong lúc đám người đang hoang mang thì một người đàn ông tức giận bảo nó đừng nói nhảm nữa mau cho bọn họ về nhà nghe xong ánh mắt tiểu quỷ trở nên giữ tợn bố mày đang nói chuyện tử tế cũng dám ngắt lời cứ để anh phải lóng chỉ thấy nó búng tay một cái cơ thể của người kia lập tức nổ tung đắp chiếu tại chỗ vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng này tất cả mọi người vội vàng chạy trốn nhưng có vài người chưa chạy được bao xa thì đã bị tiểu quỷ búng tay xin nhẹ cái mạng Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đứng im run sợ mà nhìn nó. Sau đó tiểu quỷ đã giao nhiệm vụ cho mọi người đi thu thập cổ ngữ, người chơi sẽ nhận được nó khi tiêu diệt quái vật. Tiểu quỷ tiết lộ cổ ngữ trong tay nó là loại tăng cường sức mạnh rồi hỏi có ai muốn lấy không. Nào ngờ trong đám người lại thật sự có một người giơ tay anh là Nam chính Kang Han Su. Tiểu quỷ rất ngạc nhiên khi thấy Han Su chẳng sợ hãi chút nào. Sự thật thì anh mê là người hồi quy đến từ tương lai và đã từng trải qua chuyện như này nhiều năm trước rồi, vậy nên mấy cái bài của nó Han Su đã biết hết có cái nịt mà đòi dọa anh thấy không khẻ được Hansu quái vật thất vọng bay đi thẳng con người này cứng thiệt chớ. Nó cảnh báo mọi người các cổ ngữ đều có ích vậy nên thu thập càng nhiều càng tốt nếu như muốn sống sót, nếu người chơi chạm vào tay phải thì sẽ thấy được số cổ ngữ mình sở hữu. Hiện tại chỉ số sức mạnh của Hansu là 11 điểm, máu 9 điểm và trực giác 8 điểm. Sau khi tiểu quỷ rời đi quái vật cũng nhanh chóng xuất hiện, đó là một bầy yêu tinh với số lượng lên đến hàng trăm con. Để đối mặt với bọn chúng mỗi người chơi đã được phát cho một con dao. Phía sau đã bị kết giới chặn đường khiến người chơi không thể chạy trốn. Thời gian càng kéo dài thì kết giới sẽ càng thu hẹp giống như chạy bo ép buộc yêu tinh và con người phải tàn sát lẫn nhau. Đột nhiên mọi người phát hiện có một người đàn ông đã đi xuyên qua kết giới, ngay cả anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm được. Chỉ thấy sau khi anh ta đi qua thì kết giới hiển thị con số 49, một thanh niên khác thử đi qua thì con số lại giảm xuống còn 48. Thấy vậy mọi người liền cho rằng 50 là số lượng người chơi có thể rời đi mà không cần chiến đấu, vì thế bọn họ bắt đầu chen chúc dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Nhìn đám người đã hoàn toàn rơi vào sợ hãi trong lòng Han Su thầm mắng thật là thảm hại mà. Vào thời khắc càng nguy hiểm thì người chơi càng phải giữ tỉnh táo, chỉ có giữ được cái đầu lạnh và hợp tác với nhau thì mọi người mới có thể qua màn. Ở kiếp trước của Han Su vì 50 người đã chạy trốn khiến cho 40 người bị tàn sát, cuối cùng chỉ còn lại 10 người sống sót. Nhưng lần này Han Su đã sống lại nên anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Trước tiên anh cần phải hoàn thành khu vực này và tiến đến tầng tiếp theo. Bên kia bầy yêu tinh đã cầm vũ khí xông lên tấn công mọi người chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có nhiều người bỏ mạng dưới lưỡi dao của bọn chúng. Ngay khi một người chơi khác sắp bị yêu tinh xin nhẹ cái đầu thì Han Su đã vung dao tiễn nó đi bán muối cứu anh ta một mạng. Thấy đồng bọn của mình đã gục một con yêu tinh khác tức giận xông lên trả thù cho thằng bạn. Nó nhảy lên cao rồi vung gậy đánh xuống tốc độ rất nhanh mang theo tiếng rít gió nếu như Han Su chúng phải đòn này chắc chắn sẽ bị thương nặng. Cơ mà kiếp trước anh men đã ao trình yêu tinh thì kiếp này bọn nó lại xin cái tuổi gì luôn. Anh bình tĩnh né đòn tấn công của yêu tinh rồi cắt đứt cổ họng của nó bằng lưỡi dao sắc bén cả quá trình diễn ra không đến 2 giây đã cho thấy tốc độ phản xạ của Han Su nhanh đến mức nào. Dù một mình đối mặt với cả bầy yêu tinh thì ánh mắt của anh vẫn vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng. Tiếp theo rất nhiều tiếng hét thảm của yêu tinh nhanh chóng vang lên, mọi người tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt cũng không thể tin nổi. Chỉ với một con dao trong tay, một mình Han Su đã lụng hơn 10 cái mạng của bọn chúng. Chiến đấu với cường độ cao đã khiến Han Su thấm mệt, dù sao thì cơ thể của anh ở kiếp này vẫn chưa trải qua cường hóa trở nên mạnh mẽ như kiếp trước. Han Su tận dụng thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Anh mở ra bảng trạng thái thì phát hiện độ khéo léo của mình đã tăng 0.1. Điểm khéo léo không chỉ tăng tốc độ mà còn nâng cao nhận thức thời gian của người chơi, điều đó đồng nghĩa với việc người chơi có thể thực hiện một hành động nhanh hơn nhiều. Lúc này một con yêu tinh phía sau vẫn còn chưa chết nó chậm rãi bò dậy. Nhân cơ hội Han Su không để ý nó lập tức ném con dao trong tay về phía anh ý đồ cắn trộm. Nhưng tốc độ phản ứng của Han Su đã tăng lên, dù chỉ là 0.1 thì cũng có thể né được đòn đánh lén của nó cực kỳ đơn giản sau đó anh nhanh chóng quay lại một chiêu tiểu lý phi đao lút cán cái đầu của nó này thì cắn trộm với chúng tôi một khi chứng kiến thực lực của Hansu, những con yêu tinh khác bắt đầu hành động cẩn trọng hơn lần này không phải từng con một lao lên nữa mà là ba con sông tới tấn công cùng một lúc ở ba vị trí khác nhau quả nhiên không thể đánh giá thấp sự giảo hoạt của lũ yêu tinh tuy nhiên ngay từ đầu chuyện này đã nằm trong kế hoạch của Hansu. su bởi vì anh biết một khi ngửi thấy mùi máu thì bọn chúng sẽ trở nên điên cuồng từ đó lộ ra điểm yếu chí mạng trong lúc tấn công Tận dụng cơ hội đó, Hansu đã lần lượt tiêu diệt từng con mỗi con chỉ cần một dao lụng luôn cái chip bổ kiều. Trong số ba con bị Hansu tiêu diệt có một con cấp cao hơn hai con còn lại. Sau khi tiêu diệt nó, anh đã nhận được một cổ ngữ. Đây chính là bước đầu tiên trong quá trình trở nên mạnh mẽ của Hansu. Bây giờ đã có càng nhiều người để ý đến Hansu, cậu trai đó mạnh quá, cậu ta đang chiến đấu một mình kìa. Nhận thấy lũ yêu tinh không còn đáng sợ giống như lúc đầu, mọi người đã dần dần mất đi cảm giác sợ hãi đối với bọn chúng lần này những người chơi còn lại đã có tự tin quyết một trận sinh tử với bọn chúng hai bên nhanh chóng lao vào trao đổi chiêu thức bên đây han su cứ một dao là đi một cháu mấy con yêu tinh lom dom quá đen gặp ngay phải thách đấu cày lại xe vờ tân binh hành gà đột nhiên anh nghe thấy tiếng rít gió từ phía sau có một thứ gì đó đang đến gần han su phản ứng rất nhanh vội vàng dùng dao đỡ đòn muốn đánh lén anh bên nó lại hơi bị khó nam chính vẫn là một cái gì đó ao trình tính cả nơi này vẫn còn có rất nhiều các nhà lữ hành nếu tính cả thế giới này lại số lượng sẽ là nhiều vô kể Năm đầu tiên ở đây, trong 3 tháng tiếp theo con người sẽ được bảo vệ trong khu hướng dẫn. Một khi thời gian 3 tháng khi được khu hướng dẫn bảo vệ kết thúc, bọn họ sẽ bị bắt phải chiến đấu với lũ 52 và 53. Đối với Han Su thì đây chính là một cơ hội, một cơ hội để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, dù chỉ là một chút. Han Su nắm chặt cổ ngữ trong tay, Chen Dian à, anh gửi tôi đến khoảng thời gian này là lựa chọn đúng rồi đó. Một lúc sau, dưới mặt đất đã có vô số thi thể ngã xuống, con người cũng có mà yêu tinh cũng có. Tuy nhiên phe chiến thắng cuối cùng vẫn là người chơi bọn họ đang nhìn hansu bằng ánh mắt khiếp sợ chỉ với một con dao cậu ta đã tự mình chiến đấu hạ gục hết bọn chúng sao thật không thể tin được mà nhưng dù mọi người có thấy chuyện này khó tin thế nào thì xác yêu tinh nằm la liệt và vết máu động lại dưới đất đã chứng minh tất cả mà kẻ đã gây ra chuyện này lại chỉ là một chàng trai trẻ tuổi hansu chậm rãi lau đi vết máu trên mặt trong mắt mọi người lúc này anh so với quái vật còn đáng sợ hơn nhiều rất nhanh tiểu quỷ ferry đã xuất hiện chúc mừng những người chơi còn lại vượt qua thử thách các người làm tốt đấy chứ các người hẳn đã vất vả lắm, số người tham gia còn lại cũng khá nhiều. Mọi người cay lắm nhưng cũng không dám bật lại nó chỉ có thể thầm mắng trong lòng con quỷ khốn kiếp. Giờ các người hẳn đã tìm ra cách để sống sót rồi, vậy ta hủy bỏ lớp tường chắn đi đây. Các người cứ tiếp tục như thế này là được, ta vẫn còn có công việc ở các khu vực khác nên chúc may mắn. Thấy tiểu quỷ đã biến mất, mọi người mới dám chửi nó biến đi cái đậu xanh rau má nhà mày. Han Su mở ra bảng trạng thái, anh thầm nghĩ so với lúc trước thì thế này đã là không tệ nếu chỉ thế này thôi thì cũng đủ cho vòng huấn luyện rồi mình cũng tìm được thứ khá có ích thanh đao nhận được là biểu tượng của sức mạnh giờ thì tiếp theo mình nên làm thế nào đây trước tiên mình cần tìm một cách để có thể nhanh chóng mạnh hơn eres kang tê nếu là bọn họ thì họ sẽ làm gì nghĩ lại về thời gian trước có người đã từng nói với han su thế này cậu đã bao giờ nghe về hầm ngục ẩn chưa nằm ẩn trong khu vực huấn luyện là hầm ngục với độ khó cao nhất tôi đã không thể hoàn thành công phá hầm ngục đó không là không một ai có thể thông qua nó vậy là anh chỉ mới qua được đến được một chút hầm ngục ẩn đó thôi nhưng đã mạnh như thế này rồi sao đúng thế không phải việc tôi có mặt ở đây dưới tư cách thành viên của vankiri chính là minh chứng rồi sao nếu có thể trở lại quá khứ tôi chắc chắn sẽ thử dọn sạch hầm ngục đó trước tiên nếu tôi làm được tôi có khả năng sẽ đánh bại được cậu đấy hansu có thể chắc chắn một điều là độ khó càng cao và càng bất khả thi để có thể hoàn thành tuy vậy thì phần thưởng nhận được khi thành công sẽ càng lớn hơn nhiều à mà, cậu không tò mò đến cuối cùng sẽ có chuyện gì sao? Mục tiêu của mình đã được quyết định, nếu mình muốn làm chuyện đó thì mình sẽ phải xử lý một số việc trước đã. Tầng đầu tiên của vòng huấn luyện là nơi 100 người cùng tập hợp lại và cùng nhau hành động. Sẽ được hoạt động trong khu vực cho phép một tuần một lần và phải làm công việc đi săn này trong 3 tháng. Sau đó khi đã hoàn thành tầng thứ hai của vòng huấn luyện, vùng an toàn sẽ được mở ra và có thể tương tác với những người đã đến trước đó. Hiện tại có hai mảnh ghép ẩn trong tầng đầu tiên của vòng huấn luyện và chưa một ai đi được đến cuối cùng để có thể tới được tận cùng của hầm ngục ẩn hansu cần lấy được mảnh ghép ẩn đầu tiên gần nhất lúc này tiếng hét của một cô gái đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hansu anh muốn làm cái gì thế ý em là sao tôi chỉ đang mời em đi cùng với bọn tôi thôi tôi đã nói là chúng tôi sẽ đi riêng rồi cô em nghĩ mình đang đi đâu vậy chúng ta phải hợp tác để sống sót chứ thế nào em không muốn tất cả chúng ta đều sống sao hansu quay đầu đi anh không có thời gian để chú ý đến mấy chuyện này vì anh cần tìm mảnh ghép ẩn trước khi nó biến mất trong vòng một tuần Đột nhiên một thanh niên đeo tai nghe lên tiếng hỏi anh cậu là Kang Han Su đúng không? Han Su không nhận ra đối phương là ai có chút nghi ngờ hỏi lại cậu biết tôi sao? Nghe xong anh ta và khứa đầu vàng ở phía sau giật thót một cái. Đầu vàng không nhịn được lập tức chất vấn, này Kang Han Su cậu điên rồi à, chúng ta đã ở cùng một chỗ ngay trước khi tới đây cậu nói thế là sao? Cơ mà mặt của anh bên thì vẫn kiểu bọn này lại ai thế nhỉ éo biết nữa. Sao cậu ta lại biết tên của mình chứ? A à, Minh nhớ ra rồi, bọn họ là bạn cùng lớp đại học với mình. Này Kang Han Su, Cậu có nghe không đó, sao thằng khốn này lại cư xử như vậy? Thì ra Han Su không nhớ bọn họ là vì kiếp trước mấy thằng bạn đã ngỏm ngay từ đầu nên anh cũng quên mất tiêu. Bên kia cô gái đã nổi giận gạt tay của người đàn ông mặc vét, bỏ ra, chúng tôi sẽ đi cùng với cậu ấy. Han Su nhớ lại hình như cô gái này tên là Jumi Hi và cũng là bạn học cùng trường với anh. Với ngoại hình xinh đẹp của mình nếu cho Jumi đi theo thì cô ấy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều rắc rối. Thấy cô gái mà mình nhìn chúng lại chọn đi theo người khác tên mặc vét rất tức giận, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra Han Su là người vừa mới cho lũ yêu tinh bay màu thì lại rén ngay lập tức. Nhưng nếu nhân lúc Han Su đuối sức mà tấn công thì kết quả sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ vậy hắn bắt đầu ra hiệu cho đàn em chuẩn bị ra tay. Cho rằng thể lực của Han Su đã bị tiêu hao hắn lại trở nên tự tin, bọn mày phải lắng nghe cho đến khi người khác nói hết chứ. Thằng đó là ai tao không biết, nhìn nó bị thương khá nhiều đấy trông vậy thì liệu nó có thể làm nên trò chống gì không? Tới đây đi trong khi tao còn đang nói chuyện tử tế, bọn mày nên qua đây đi trước khi để tao qua đó. Han Su nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh thường, loại người này ở đâu cũng có. Trở nên hưng phấn sau trận đấu đầu tiên mà không biết rõ đối thủ của mình là ai, trong khi ảo tưởng rằng bản thân có thể đánh bại người đó. Vừa nói anh vừa bước tới gần tên mặc vest cuối cùng đặt tay lên vai hắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn mà hỏi mày hiểu tao đang nói gì chứ. Dứt câu Han Su đẩy hắn ra một bên rồi thản nhiên đi tiếp. Cảm thấy bị khinh thường trước mặt đàn em, hắn cực kỳ a à cay gần giọng thẳng khốn này. Cơ mà rất nhanh hắn đã không dám nói nữa vì Han Su đã rút ra con dao sắc bén chuẩn bị xin tí tiết. Lúc này có một ông chú đầu cua mặt sẹo nói với Han Su hãy bình tĩnh đi, chúng ta không phải kẻ xấu. Tên mặc vest khi thấy người này lập tức cung kính gọi một tiếng thủ lĩnh. Ông ta nói tiếp, sao cậu không gia nhập với chúng tôi nhỉ, nhìn vào tình cảnh hiện tại sẽ có rất nhiều việc chúng ta phải thực hiện. Không phải hợp tác với nhau thì sẽ tốt hơn sao? Han Su không nói gì chỉ lạnh lùng đánh giá đối phương. Từ ánh mắt của người đàn ông được gọi là thủ lĩnh, ông ta đã hoàn toàn thích ứng được với nơi này rồi không còn lý do để che giấu bản chất thực sự điên cuồng như một con dã thú nơi hoang dã hắn là một kẻ hành động không có luật lệ hansu nắm chặt con dao trong tay thầm nghĩ mình có nên xử lý hắn luôn không nhỉ nhưng mà eres đã nói không cần phải tàn sát một cách không cần thiết cũng đừng rủ lòng thương hại những con rán gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đại chiến lần này đừng quá xa cách người khác và hãy cố hết sức để bảo vệ và chăm sóc họ eres tôi biết cô đã cứu lấy biết bao sinh mạng không phải là tôi không có thời gian để giải quyết mấy tên này ngay bây giờ. Bọn chúng cũng sẽ tự hủy hoại bản thân khi chỉ còn một mình ở đây thôi. Cuối cùng Han Su nói với bọn họ sao cũng được biến đi rồi quay người bước tiếp. Tên mặc vest rất tức giận định lao tới dạy dỗ Han Su nhưng thủ lĩnh đã ngăn hắn lại, bỏ qua đi sung ho, nhưng mà thủ lĩnh thằng nhóc kia hỗn láo quá. Thằng nhãi con đó không quan trọng. Mục tiêu của chúng ta là thiết lập trật tự ở nơi này. Ở một nơi quái dị với những con quái vật quái dị và trên tất cả là tên tiểu quỷ Fairy khốn kiếp đó nhưng vẫn có chuyện khiến ta ưng ý ở đây kẻ mạnh chính là luật không phải chúng ta nên nắm bắt cơ hội này sao đi thôi sung ho vâng thưa thủ lĩnh bên này Hansu đã đi đường ngược lại với đám người kia mấy người bạn học và Jumihi cũng đi theo cậu trong suy nghĩ của đầu vàng trước đây Hansu là một tên kỳ lạ nhưng từ lúc nào mà cậu ta lại trở nên lợi hại như thế cậu ta chỉ là một đứa mồ côi luôn ngồi ngây ngốc ở một góc này Kang Hansu sao cậu lại làm như không quen biết tụi tôi chứ anh men cũng không biết trả lời như thế nào đành phải nói rằng mình bị mất trí nhớ cho qua chuyện. Cơ mà đầu vàng ngay qua cũng biết đây là nói dối, cậu diễn vừa thôi, rõ ràng như vậy sao? Nhìn Jumihi Hi đang cười vui vẻ bên cạnh, Hansu chỉ cảm thấy đáng tiếc cho cô ấy. Lẽ ra cô ấy có thể sống một cuộc sống thoải mái, nhưng ở một nơi không có luật lệ như thế giới này thì vẻ đẹp lại là một con dao hai lưỡi. Nếu biết lợi dụng tốt nó sẽ là một thứ vũ khí mạnh mẽ, nhưng nếu không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì lại cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta đã đi mà không nói một lời nào từ nãy giờ rồi. Chúng ta có điểm đến nhất định nào không? Đúng đó Hansu. Chúng ta đang đi đâu vậy? Cô sẽ biết khi thấy nó thôi. Nơi này chính là điểm đến đầu tiên. Ga tàu điện ngầm nơi chứa đựng mảnh ghép ẩn. Ga gang nam. Nhóm Hansu đứng trước nhà ga có tổng cộng 6 người 4 nam 2 nữ. Jumi hi có chút không hiểu hỏi Hansu tại sao lại đến ga gang nam. Hansu thấy phiền phức khi phải giải thích những điều nhỏ nhặt. Nếu không phải vì những gì eres nói thì anh đã đi một mình rồi. Tôi có một linh cảm. Lúc nhớ lại thì tôi đã nghĩ về nơi này, tôi có siêu sức mạnh. Cậu có chắc là đi theo cậu ta thì sẽ ổn không thế? Không cần phải đi theo đâu, tôi là người rất thích hoạt động một mình, nếu muốn đứng một chỗ rồi xem thì tùy hai người. Dù có là gì đi chăng nữa, nhìn hắn vẫn làm mình thấy khó chịu. Đúng thật là không chịu được nhưng giờ trong hoàn cảnh này đành nhẫn nhịn thôi. Trong lúc đi xuống đầu vàng hỏi Han Su cậu có chắc là chúng ta đang tới nơi an toàn không đấy? Không, chúng ta đang tới gặp vài người bạn vốn đã ở đây từ trước. Ai lại sống ở cái nơi thế này chứ? đột nhiên han su dừng lại bảo mọi người đợi đã ánh mắt của anh nhanh chóng nhìn xuống bên dưới sau đó chậm rãi rút con dao ra khiến Jumi hi thét lên sợ hãi han su nói với đầu vàng tên là tê sung mau né ra rồi lập tức vung dao lên chém về phía cậu ta tuy nhiên lưỡi dao của han su không nhằm vào tê sung mục tiêu của han su là con bọ dưới chân cậu ta cơ thể của nó đã bị một dao cắt làm đôi đây là những con sâu xanh bò ra sau khi cảm nhận được âm thanh từ lòng đất chúng rất ghét ánh sáng mặt trời nên thường không ra khỏi mặt đất nếu bị chúng cắn thì thịt của mọi người sẽ dễ dàng bị xé toạc thối giữa vậy nên hãy cẩn thận. nếu bị cắn thì mọi người sẽ ngất và chết trước khi kịp phản ứng lại. tôi sẽ cho mọi người biết một cách đơn giản để chống lại chúng. sau đó ở dưới sự chỉ đạo của Hansu mọi người bắt đầu thanh lý sâu xanh trong ga tàu điện ngầm. anh đánh giá trong nhóm có bốn người khá hữu dụng nhưng thanh niên đeo tai nghe thì có vẻ vẫn chưa thể làm quen với tình hình. nếu không tự tin thì cứ đi trên những phiến đá cẩm thạch còn nguyên vẹn và nếu thấy một vết nứt trên mặt đất thì đâm dao xuống đó. nhớ cẩn thận để ý đến tay thế nhưng mặc dù Hansu đã lên tiếng nhắc nhở nhưng cậu ta vẫn bất cẩn. nếu không phải Hansu kịp thời ra tay thì cậu ta đã bị một con sâu xanh cắn trúng. nếu cậu ta không thể tham gia chiến đấu thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành gánh nặng của cả nhóm. đầu vàng hỏi Hansu tại sao lại có vẻ như cậu biết trước là sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? tôi đã nói với mấy người rồi mà. đó là siêu năng lực của tôi. từ sắc của những con sâu xanh bị mọi người tiêu diệt bọn họ đã thu thập được không ít cổ ngữ. Hansu hỏi mọi người cổ ngữ có thể tăng lên sức mạnh sao không nhặt chúng lên đi. Chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu cứ lấy hết các cổ ngữ và bảo vệ chúng tôi, vì cậu là người sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi chỗ này nên cậu hãy lấy tất đi. Chúng tôi cũng đâu mạnh được như siêu nhân chỉ bằng việc lấy thêm các cổ ngữ đó. Nên cậu cứ lấy hết đổi lại thì cậu sẽ bảo vệ chúng tôi thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Các người săn được gì cứ lấy đi, nếu muốn đi cùng tôi thì ít nhất hãy làm theo những nguyên tắc cơ bản nhất. Những người đã đi dạo và khám phá quanh vực thẳm nhiều thập kỷ đã tạo ra những nguyên tắc cơ bản nhất để cùng chung sống. Tôi lấy được những gì tôi săn được, trường hợp đi săn theo nhóm Đồ săn được sẽ chia đều trên việc họ đóng góp bao nhiêu và mức độ ưu tiên. Trong những trường hợp đe dọa đến tính mạng, những mối quan hệ tốt sẽ dễ dàng bị phá hủy. Họ sẽ sớm nhận ra điều đó thôi, rằng nơi này ác độc và tàn nhẫn tới mức nào. Cuối cùng Han Su nhắc nhở mọi người nên tin vào nhất chính là năng lực của bản thân, nếu vô dụng thì sẽ sớm bị loại bỏ mà thôi, đây chính là luật lệ để sinh tồn trong thế giới này. Mọi người nghe vậy cũng thấy có lý nên cả đám nhìn nhau không ai bảo ai bắt đầu thu thập cổ ngữ. Sớm thôi họ sẽ quen với việc đó họ sẽ không cần phải bảo mà tự động chiến đấu để sở hữu được các cổ ngữ cho riêng mình. Nhìn này, ở đây có một cổ ngữ kỳ lạ lắm. Mình có thể cảm nhận được nó bằng bản năng, tinh chất của bộ lạc quỷ lùn Akun. Nếu lấy được cái này thì mình sẽ có siêu sức mạnh mới. Đầu vàng thầm nghĩ không biết Hansu có cho mình lấy nó không vì cổ ngữ màu tím này nhìn có vẻ rất mạnh. Nhưng bất ngờ là Hansu lại gật đầu bảo đầu vàng cứ lấy đi, cho luôn dễ vậy sao? Đối với Hansu mà nói, Tinh chất của tộc quỷ lùn đầu game thì khá tốt bởi nó làm tăng sức phòng thủ và ban cho người sử dụng năng lực tái tạo. Ai chơi game này cũng cần hai thứ đó, vậy nên nó được kha khá người săn tìm. Với lại nó lại thiên về cổ ngữ run bị động hơn nữa. Tuy nhiên nó lại làm người sử dụng thèm ăn nhiều hơn, nhưng mạnh lên thì có thể cứ thế mà cướp thức ăn của người khác nên không phải lo đói. Cấp bậc của một kỹ năng quyết định sức mạnh và trình độ của nó. Những cá nhân vừa có đầu óc sắc sảo vừa có một lượng lớn ma thuật thông thường sẽ có tầm khoảng đâu đó 100 kỹ năng riêng Kendian thì đã có đến tận hơn 1.000 kỹ năng. Tuy nhiên chúng ta không giống nhau. Đúng như tôi nghĩ, chúng ta chỉ được phép có tối đa là 7 kỹ năng. Nếu biết trước điều này thì đã học những kỹ năng mạnh hơn rồi. Nhưng Hansu lại sở hữu một sức mạnh vô cùng to lớn đến mức giới hạn đó không là gì cả. Nhờ có sức mạnh to lớn đó anh đã tiến hóa vô hạn những kỹ năng của anh. Tinh chất thần làn Dororo ban đầu vốn chỉ đẩy nhanh tốc độ tái tạo, sau lại tiến hóa mạnh đến mức có thể đối đầu với thuật bất tử. Thất tinh là biệt danh mà Ares đặt cho anh vì chỉ mình anh mạnh đến mức có thể tiến hóa vô hạn 7 kỹ năng. Nhờ đó mà anh mới có thể đuổi kịp để rồi được sánh vai cùng với bọn họ dù chậm hơn họ đến 20 năm. Chính kỹ năng đã định nghĩa nên con người anh đã làm cho anh phải thay mặt họ quay trở lại đây. Vậy nên Han Su không được phép phạm phải bất cứ sai lầm đến cuối cùng. Chọn 7 kỹ năng thật cẩn thận, nếu mọi thứ đi theo đúng kế hoạch thì chúng ta sẽ đầu xuôi đuôi lọt ra khỏi khu vực huấn luyện. Lúc này đầu vàng đã quyết định học tập kỹ năng tinh chất quỷ lùn. Đã thêm chỉ số kháng vật lý, kỹ năng tinh chất của tộc quỷ lùn Akun thông thạo 1%. Mình có thêm được chỉ số kháng vật lý rồi. Người chơi Jin T sung sức mạnh 11.1, chính xác 10.1, thể lực 12.5 cộng 1.5, cảm quan 10.3, kháng vật lý 10.7 cộng 0.7. Những chỉ số khác cũng tăng lên nhiều ghê, Kang Han Su đúng là tên ngốc mà, đồ ngon vậy thì còn lâu tao mới nhường cho mày. Cứ đợi đi sớm muộn gì tao cũng sẽ đuổi kịp mày thôi. Đầu vàng đã cảm thấy tự tin hơn bèn đi tới vỗ vai Han Su, phía trước từ giờ sẽ nguy hiểm lắm đó nên là đi chung đi nha. Ai mạnh thì nên đi phía trước để bảo vệ đúng không, dù sao thì cậu cũng cần có tôi mà đúng chứ. Tiếp theo cả nhóm lại di chuyển xuống sâu bên dưới nhà ga. Mi Hi hỏi Han Su sao không đi đường nào khác mà lại đi xuống thì anh nói để bắt tàu điện ngầm. Các trạm tàu điện ngầm nằm ở các vị trí khác nhau và kết cấu của mỗi trạm cũng khác nhau, nhưng từ tầng 3 trở đi thì giống y chang nhau. Nếu đi qua cánh cổng ở chính giữa cầu thang rồi đi thẳng xuống dưới, có một chuyến tàu điện ngầm vẫn chưa khởi hành nếu lên được đó thì cơ bản là xong nhưng vấn đề là rất khó để đến được đó một ngày nữa tàu sẽ khởi hành việc mà mình phải giải quyết được bằng mọi giá trong hôm nay rất nhanh trước mắt mọi người đã xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển màu xanh mihi nhận ra dưới này không phải là trạm gang nam vì cô đã đến gang nam rất nhiều lần nhưng chưa lần nào cô nhìn thấy cánh cổng này cả cậu tính đi vào trong đó thiệt luôn hả cậu còn không biết có gì trong đó mà tôi chỉ làm theo những gì bản năng mách bảo thôi như tôi đã nói từ trước ai muốn rút lui thì cứ việc Đầu vàng vô cùng tự tin nói với mọi người tôi sẽ đi vào trong đó. Tôi nữa, tôi cũng sẽ đi vào trong đó. Han Su nhận ra Mihi đang lo lắng. Chắc là cô ấy cũng ý thức rõ được tình hình của bản thân rồi, người như cô ấy sẽ gặp phải mối nguy hiểm còn lớn hơn. Từ giờ không biết bằng cách nào nhưng cô ấy phải mạnh lên, cho dù điều đó có nghĩa là sẽ phải đánh đổi dung nhan đi chăng nữa. Chúng tôi sẽ ở lại đây, dù sao thì có thể tiếp tục săn ở đây là được rồi. Tôi đi nữa, tôi cũng muốn đi vào trong đó. Cậu vào đó làm cái gì chứ? mới nãy còn sợ đến mức không làm được gì. Việc của cậu à, tôi làm cái gì thì có liên quan gì đến cậu sao? Mày vừa nói cái éo gì hả? Đi ké mà sủa hơi nhiều rồi đó, rút lại những lời mày vừa nói đi. Han Su lên tiếng cắt ngang đầu vàng, đủ rồi, đừng có cãi nhau chỉ vì những chuyện không đâu nữa. Không có thời gian đâu nên làm sao coi được thì làm đi. Chờ mọi người rời đi ánh mắt của đầu vàng mới lộ ra vẻ tàn độc, lũ khốn, chúng mày dám sỉ nhục tao trước mặt mi hay sao? Bên này sau khi cả nhóm bước qua cánh cổng, Bọn họ đã nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi. Mọi người đi vào bên trong tìm kiếm những thứ hữu dụng. Thấy Han Su lấy một cái nồi đưa lên bếp, Gami Hi có chút tò mò hỏi cậu đang làm gì thế, anh chỉ trả lời đơn giản là mình đang nấu ăn rồi lấy ra một cái túi. Han Su đổ chất lỏng bên trong túi vào nồi đó là máu của sâu xanh mà anh đã thu thập. Lúc đó Mi đã thắc mắc không hiểu Han Su lấy máu sâu xanh làm gì, nhưng bây giờ thì cô đã biết lý do rồi. Da của yêu tinh sẽ trở nên rất độc khi tiếp xúc với máu sâu xanh yêu tinh tiến hóa để chống lại sâu xanh và độc tố của chúng rất mạnh. Thơm quá, cho tôi một miếng nhé, có độc đấy. Cái gì, nếu là độc thì cậu phải bảo một câu trước chứ, cậu là người tới đây sau khi ngửi thấy mùi mà. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc nấu cái đó lên, sao cậu biết cách làm vậy? Siêu năng lực, não tôi đang tràn đầy kiến thức. Thực ra, Han Su nghĩ não mình sắp nổ tung khi phải ghi nhớ tất cả những thứ này. Có người đã từng nói với anh, dù có quay trở về quá khứ nhưng nếu không có kiến thức thì cũng vô dụng thôi lượng thông tin có được là quan trọng nhất, không chỉ đi thu thập vật phẩm mà gia tăng sức mạnh cho nó cũng vô cùng quan trọng. Nếu không có não thì cậu sẽ không hiểu vì sao nó quan trọng, nhưng cậu không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Hãy nhớ kỹ vào, kiến thức từ tương lai sẽ thúc đẩy quá trình sụp đổ của vực thẳm. Cậu không thể tác động tương lai, cậu chỉ được dùng kiến thức này khi thực sự cần. Nếu không biết chính xác tỷ lệ và thời gian đun nấu thì thứ này sẽ trở nên vô dụng. Sau khi cho ra thành phẩm Hansu đã rót chất lỏng màu tím vào một cái chai đựng dầu gội đầu anh cẩn thận đổ chất lỏng màu tím này lên lưỡi dao của mình. Mi Hi hỏi Han Su chúng tôi có thể dùng cái đó không? Tất nhiên là được nhưng mỗi lần dùng sẽ là một nửa sức mạnh hoặc cổ ngữ thể lực. Này Kang Han Su cậu keo kiệt quá đấy. Tôi có thể cho không các cậu, nhưng về lâu về dài có thể đó sẽ không phải là một ý hay đâu. Mối quan hệ chỉ đến từ một phía sẽ rất dễ dàng đổ vỡ. Chút nữa tôi sẽ đưa cho cậu, cho tôi dùng cái đó trước đi. Được rồi nhưng cô phải cẩn thận, nếu dính vào tay thì sẽ đau lắm đấy. Nếu cậu ta định làm vậy thì mình không ăn cắp được rồi. Tôi sẽ dùng nó trước rồi trả cổ ngữ lại cho cậu sau được không? Tôi cũng thế. Han Su thầm nghĩ mình cũng nên bắt đầu chuẩn bị những thứ khác thôi, chuẩn bị thế này là đủ rồi. Sau vài phút cả nhóm đã hoàn thành việc thu thập vật tư, chúng tôi sẵn sàng rồi, cơ mà sao cậu lại nhìn bọn tôi như thế? Đeo cái túi to như vậy, cậu định làm mồi cho người khác đấy à? Nếu không muốn vừa sống vừa chiến đấu thì chôn nó xuống thế này đi. Hơn nữa nếu lấy hết mọi thứ đi như thế, người khác sẽ đuổi theo cậu với khao khát được sống để lại chút đầu cho người khác đi. Mi Hi ánh mắt phát sáng nhìn Han Su, ban đầu mình cứ tưởng cậu ta chỉ im im thôi, nhưng cậu ấy đúng là giỏi thật. Hàng trăm triệu người đã mất tích vào ngày hôm qua, nhưng không một ai có thể quay trở lại. Mình sẽ phải sống sót ở đây đến hết đời, mình phải sống sót bằng mọi giá. Để sống sót mình phải làm tốt phần việc của mình, và nếu có Han Su. Nghĩ đến đây khóe miệng của Mi Hi bất giác mỉm cười. Ánh mắt đầu vàng nhìn theo Han Su cực kỳ khó chịu, tên khốn đó cứ làm như hắn giỏi lắm vậy này Kang Hansu, thứ siêu năng lực cậu nói tới, chúng tôi có thể có nó không? Hansu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói cũng có thể. Nghe được câu trả lời của anh, mọi người rất vui vẻ. Một người bạn của Hansu đã từng nói, trong số những người tới thế giới này, vài người đã phát triển được những năng lực đặc biệt mà trong thực tế họ không có. Vậy nên nếu có ai không hữu dụng thì cứ loại bỏ họ đi. Năm năm trước khi mình tới đây, chiến đấu chống lại những sinh vật cứ không ngừng tràn vào. Hy vọng dần biến thành tuyệt vọng, rồi tuyệt vọng đã che mờ đi tất cả thanh niên đầu vàng có vẻ khá khó chịu vì cờ rút của mình là mi ngày càng trở nên thân thiết với hansu nếu không phải vì cái thứ siêu năng lực chết tiệt đó thì mình đã chả phải nhục nhã cúi đầu trước cậu ta rồi mình sẽ đợi tới khi nào mình mạnh hơn rồi sau đó minhi và mình sẽ hẹn hò mình sẽ loại bỏ tên khốn sang jin và sai vặt hansu trên đường cả nhóm đang di chuyển thì hansu đột nhiên ra hiệu cho mọi người dừng lại có vẻ như anh đã tìm thấy một thứ gì đó ở dưới đất đây là chất nhầy của slim sao loại này thì không phải slim của sinh kiếm rồi nó không có mùi chua cũng không thấy ruột khô nên cũng không phải zombie dùng kiếm. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi, đó là tiên cá trên cạn. Đây chắc chắn là dấu vết của địa nhân ngư. Bọn chúng không nhanh nhẹn nhưng nếu chúng ta bị chúng phải nọc độc gây tê liệt, sẽ không khó để bọn chúng phanh thây chúng ta. Nhưng Han Su đã có kế hoạch đối phó với bọn chúng. Sau đó Han Su nói với mọi người tiếp theo hãy nghe theo chỉ đạo của mình khiến cả đám ngơ ngác không hiểu gì cả. Vài phút trôi qua Han Su đã chế tạo bom xăng từ vật liệu bên trong cửa hàng tiện lợi mặc dù không có xăng hay dầu hỏa nhưng vẫn có thể thay thế bằng hóa chất dễ cháy bom lửa sao đừng nói những thứ này là từ cửa hàng tiện lợi mới nãy cái này cũng là một siêu năng lực à tiện cho cậu ghê cậu hẳn thích nơi này hơn là thế giới ban đầu của chúng ta nhỉ ý tôi là cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn nếu như tôi có năng lực để làm vậy thì tôi sẽ ủa mà sao cậu lại nhìn tôi như thế tôi nói gì sai à nếu bạn của hansu ở đây thì bọn họ sẽ xử luôn tên này tôi sẽ trình bày kế hoạch nghe kỹ đây khi một người ném bom đi ba người còn lại sẽ tiến lên và tấn công ai ở phía trước sẽ được ưu tiên nhận lấy cổ ngữ mà vẽ gì xấu thế vậy tôi sẽ lên trước người giỏi nên ra phía trước bảo vệ đúng không han su hỏi tiếp vậy ai sẽ là người ném bom đây cả mi hi và sang jin đều giơ tay thấy vậy mi hi bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế hai mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương nhìn sang jin nhưng đây là con đường để trở nên mạnh hơn nên cậu tuyệt đối sẽ không nhường cuối cùng han su quyết định hai người sẽ thay phiên ném bom sau khi phân chia nhiệm vụ bốn người bắt đầu tiến sâu vào bên trong nhà ga, tuy rằng trên mặt mỗi người đều không giấu nổi vẻ sợ hãi lo lắng nhưng tất cả vẫn quyết tâm không rút lui. Han Su đột nhiên dừng lại ra hiệu cho bọn họ cảnh giác, có vẻ như bọn chúng đã tới rồi. Mihi, ném chai tới nơi phát ra âm thanh đi. Cô ấy lập tức lấy bom xăng ra rồi châm lửa ném về phía trước. Bên trong bóng tối quả nhiên có một con địa nhân ngư đang trốn ở đó, rất nhanh bom xăng đã phát nổ thiêu đốt cơ thể của nó không ngừng vang lên tiếng gào thét thảm thiết ba người chúng ta sẽ tấn công cẩn thận đừng để nọc độc tê liệt mà bọn chúng phun ra đụng vào thằng khốn han su đó lại lấy hết cổ ngữ về cho mình mình không thể tiếp tục thua nó nhân lúc đầu vàng không để ý một con địa nhân ngư đã nhanh chóng xông tới tấn công hắn đầu vàng quá sợ hãi vội vàng vung dao lên chém bừa không ngờ lại khiến cho địa nhân ngư bị thương rồi ngã xuống đất không còn động đậy hắn vui mừng nhìn con dao trong tay thứ này có tác dụng tốt thật nọc độc mà tôi đưa cũng đáng để lấy được cổ ngữ đấy đúng chứ với thứ này mình sẽ có thể đuổi kịp thằng khốn đó sớm thôi. Sau đó cuộc tàn sát đã hoàn toàn nghiêng về một phía, càng ngày càng có nhiều người cá bị tiêu diệt. Kết quả đúng như Han Su mong đợi trong một cuộc chiến với nọc độc tê liệt dễ cháy. Đem theo bom lửa là một lựa chọn sáng suốt, lưỡi dao đã mòn rồi nhưng không sao. Dù sao mình chuẩn bị nọc độc cũng vì điều này. Bên kia đầu vàng đang chiến đấu với địa ngư nhân thì ánh mắt đột nhiên chú ý tới cổ ngữ dưới mặt đất. Lòng tham đã làm cho hắn mờ mắt đưa tay ra định với lấy chúng nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào cổ ngữ thì đã bị một con địa nhân ngư phun nọc độc vào chân ống quần của hắn nhanh chóng bị ăn mòn ngay cả làn da cũng bị thiêu cháy vô cùng đau đớn đầu vàng tạm thời không thể di chuyển một bàn tay trắng bệch xương sầu ngày càng tiến gần đến hắn bên trong bóng tối từ từ xuất hiện rất nhiều đôi mắt đỏ ngầu lũ người cá chậm rãi bò tới vị trí của hắn chảy nước rãi thèm thuồng thấy cảnh này thanh niên tái mặt ba hồn bảy vía lên mây không ngừng hét lớn kêu cứu kết quả chỉ vì một thằng óc chó đã phá vỡ đội hình của cả đội đã ngu lại còn báo nữa Mihi muốn cứu đầu vàng nhưng cô đã dùng hết bom xăng rồi, cô liền quay sang nhờ sang Jin vì cậu ta vẫn còn bom. Thế nhưng trong lúc đốt lửa sang Jin lại bị giật mình vì khuôn mặt xấu xí kinh tởm của người cá ở quá gần, do bị bất ngờ cậu ta đã vô tình làm rơi chai bom xăng cuối cùng. Đầu vàng tức giận hét lên mắng sang Jin là thằng đần độn, tao bảo mày ném bom chứ không phải phá hoại. Cuối cùng anh Men vẫn phải gánh tim vì hai quả tạ quá nặng. Bình tĩnh đi mọi người, các cậu chỉ cần làm theo kế hoạch đã vạch ra thôi. Cứ làm theo thì sẽ không có vấn đề gì cả, Hãy tới lấy cổ ngữ của mình đi. Đó là tất cả những gì mình có sao? Tên khốn tính toán này phân chia cặn kẽ quá. Nhìn sang bên kia đầu vàng thấy Sang Jin đang ngồi xuống chuẩn bị lấy tinh thạch của mình, hắn đột nhiên nghĩ nếu mình cũng lấy cả chỗ cổ ngữ của Sang Jin thì sẽ còn mạnh hơn nữa. Nghĩ đến đây hắn bắt đầu lộ ra nụ cười gian xảo. Này Choi Sang Jin, truyền thống của nhà họ Choi là vô lương tâm như vậy à? Sang Jin còn chưa kịp hỏi đầu vàng hắn nói vậy là có ý gì thì cậu đã bị hắn bóp cổ. Này thằng ngu, mày còn chẳng ném được quả bom cháy nào. Bộ mày quên là lúc nãy tại vì mày mà tao suýt chết hả? Jin Tae Sung cậu đang làm cái quái gì thế? Mau thả cậu ấy ra. Số của mày gặp may đấy thằng khốn. Từ giờ mày nhìn cho kỹ vào, làm sao coi cho được thì làm. Không lâu trước đây mày còn cúi gằm mặt mà bò lê dưới đất đấy, xem ra mày quên mất chỗ đứng của mình rồi nhỉ? Cứ theo đuôi người khác suốt đời như cha mày đi và đừng có gây phiền phức. Còn cổ ngữ của mày thì tao sẽ thu lấy. Nhưng đầu vàng còn chưa kịp đụng vào chúng thì một con dao đã cắm xuống đất. Á, à, cái miệng gì đây? Đó không phải phần của cậu. Cậu định đưa cổ ngữ cho thằng vô dụng này sao? Bộ cậu không thấy là thế thì có khác gì ném chúng vào thùng rác. Nó làm được cái gì chứ? Tôi và cậu có thể chia nhau số cổ ngữ này. Không có thằng này thì bọn mình cũng đâu sao đâu hả? Tôi nói có sai không? Chúng ta phải phân chia một cách công bằng, ngay từ ban đầu thì cậu đã không nên đụng đến cần câu cơm của người khác rồi. Cần câu cơm cái mẹ gì, sau này đừng có hối hận đấy. Cậu cũng nên canh chừng phần của mình đi. Cuối cùng Sang Jin vẫn giữ được số cổ ngữ của mình. Này Han Su, cậu có thấy bọn tôi phiền không? Với tình hình hiện tại tôi chỉ nghĩ là thấy người khác đánh nhau chắc sẽ khiến cậu khó chịu lắm. Với tôi thế này là đã đủ tốt rồi, cậu mà có làm không tốt chuyện gì thì tôi cũng sẽ chẳng than vãn gì đâu. Vậy có phải là cậu sẽ đi cùng chúng tôi đến cuối không? Han Su à, chỉ là cậu hành động giống như là sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào vậy. Muốn đi theo tôi hay không là tùy cậu, các cậu đang làm rất tốt nên không cần phải lo đâu. Trên người bọn chúng rơi ra chủ yếu là cổ ngữ sức mạnh và thể lực, xem ra không thể phớt lờ đặc trưng của sinh vật nhỉ cũng không tệ lắm vì hiện tại sức mạnh và thể lực đều quan trọng đây cũng là những chỉ số mà mình đang cần người chơi kang hansu sức mạnh 25,3, thể lực 24,5, chính xác 14,1, cảm quan 15,2. thông báo hệ thống đã đạt được thành tích đầu tiên tổng chỉ số thể lực và sức mạnh của ngươi đã vượt qua 50, chúc mừng ngươi đã trở thành lữ khách đầu tiên hansu cười thầm cuối cùng cũng dụ được nó xuất hiện rồi chẳng phải ngươi là lữ khách đã giơ tay hồi lúc trước sao ta đã thắc mắc không biết ai là người tiến bộ nhanh đến vậy xem ra đánh giá của ta là chính xác mà chúng ta luôn thích những kẻ biết cố gắng thế thì dành cho lữ khách tích cực nhất ta sẽ tặng một món quà nhỏ ngươi tò mò không biết là gì đúng không nào ta có nên nói cho ngươi biết không đây vậy chẳng phải là không công bằng sao ngay từ đầu chỉ số thân thể của chúng ta đã khác nhau rồi ngươi cần gì phải sợ hãi đến thế chứ bởi vì một khi đã bắt đầu thì ta và ngươi sẽ không có đụng chạm gì lẫn nhau đâu chúng ta sẽ chẳng lấy mạng ngươi chỉ vì không ưa ngươi đâu nhưng thế nào rồi cũng sẽ có ngoại lệ thôi có đúng không hả và ngươi cũng có thế là một trong số đó tất nhiên là ta chỉ đùa thôi dưỡng thế này không bao giờ thấy chán luôn ha 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 gì ấy nhỉ không công bằng à thôi nào ngươi cũng hiểu rõ mà ngươi có một mặt nào đó tốt hơn những người khác đến mức mà chẳng ai bì kịp đúng không nào nhưng ngươi đâu có loại bỏ nó để trở nên ngang hàng với những người khác đâu cuộc sống đã luôn luôn không công bằng rồi nói mấy chuyện vô nghĩa này phí thời gian quá giờ thì đã đến lúc ngươi nhận được phần thưởng rồi Phần thường khi tổng chỉ số vượt qua một con số nhất định là ba cổ ngữ tùy chọn. Ngươi muốn cổ ngữ nào, là chính xác hay là cảm quan hay là cổ ngữ trị liệu. Mặc dù nó chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà nếu bụng ngươi thủng một lỗ thì nó cũng trị được đấy và còn chữa được đa số loại độc nữa. Thế này thì không khác gì có thêm một mạng nữa đâu. Cổ ngữ trị liệu sao? Vậy nghĩa là có thể sống sót qua hiểm họa ít nhất một lần. Ba cục tạ hai mắt long lanh nhìn Han Su thầm nghĩ, nếu tình hình xấu đi thì ít ra cậu ấy sẽ dành một cổ ngữ đó cho mình phải không? Han Su hỏi tiểu quỷ có cổ ngữ nào miễn nhiễm với ma pháp không. Tiểu quỷ trả lời tất nhiên là có rồi khiến cho ba khứa này cực kỳ thất vọng. Cổ ngữ trị liệu thì cũng tốt đó, nhưng mà miễn nhiễm ma pháp với vật lý thì rất khó kiếm được ở giai đoạn huấn luyện. Tăng thể lực thì chỉ có ảnh hưởng đến tốc độ hành động và hồi sức, trong khi kháng vật lý và ma pháp đều thuộc khả năng phòng thủ hay miễn nhiễm cơ bản hơn. Mình có thể dùng kinh nghiệm để đối kháng với tấn công vật lý chút đỉnh, nhưng tấn công ma pháp thì lại khác. Giờ ta xong việc rồi nên đi đây, với lại ta dựa cả vào ngươi đấy nên tương lai nhớ làm cho thật tốt vào nha oppa đẹp dài. Tiểu quỷ vừa gọi Han Su là oppa, cái con đó là con gái sao. Nhóm Han Su lại tiếp tục tiêu diệt lũ địa nhân ngư trong nhà ga, vì mọi người đều đã nhận được cổ ngữ tăng sức mạnh nên việc đi săn đã dễ hơn rất nhiều. Mihi nhìn theo bóng lưng của Han Su thầm nghĩ cậu ấy lại đang làm ra cái gì đó rồi, chắc cũng là độc phải không. Nhưng mà hình như hành động của Han Su vẫn giống với trước đây nhỉ. Cậu có nhiều cổ ngữ lắm mà, sao tốc độ của cậu vẫn chẳng thay đổi vậy. Là bởi vì cái này, cậu có thể thu thập cổ ngữ bằng cách này giơ tay lên và nghĩ đến những cổ ngữ đã kiếm được tôi có nên thử một lần không làm theo tôi cũng chẳng ích gì đâu nhưng mà tại sao chứ đầu tiên nó sẽ làm chậm quá trình đi săn nên căn bản là cậu sẽ không giữ được nhiều cổ ngữ thứ hai nếu tôi chết thì mấy cổ ngữ này cũng vô dụng thôi tất cả những cổ ngữ tôi thu thập theo cách này đều sẽ rơi ra hết nếu như tôi chết vậy tại sao cậu lại thu thập chúng để sau này tôi sẽ dùng chúng để trao đổi mặc dù bây giờ chuyện này rất khó xảy ra nhưng một khi đã lập được vài luật lệ rồi thì có thể dùng chúng thay cho tiền ở khu vực huấn luyện các cậu không làm được đâu cứ đi nhặt từng cái một đi chỉ vì tụi này nghe lời cậu mà cậu dám xem thường tụi tôi sao cậu làm được thì sao tôi lại không thể mấy người này còn chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa một khi đi xuống dưới và bị ăn nguyền rủa thì họ sẽ tỉnh hồn ra thôi mà trước đó vẫn cần phải chấn chỉnh lại chút nghe cho kỹ đây các cậu dù là đi theo tôi hay là thu thập cổ ngữ muốn làm gì thì làm đi tôi chẳng quan tâm đâu nhưng thay vào đó bây giờ tôi cần các cậu nghe theo lời tôi đưa hết vũ khí của các cậu cho tôi cái quái gì mày nghĩ mày là cướp à mày có vũ khí riêng rồi thì tại sao hỏi đòi thêm vũ khí của bọn tao không thể thắng bọn quái được với thứ này lưỡi đao quá thô không thể dùng được nữa tôi cũng cần thêm thanh đao mới tưởng nói vậy là tao đồng ý hả thằng khốn này nực cười thật nếu mày lấy hết vũ khí chúng tao thì bọn tao chiến đấu bằng cái gì bọn tao cũng phải đánh nhau với quái vật mà mày muốn tụi tao làm gì chứ trốn chui trốn nhủi sau lưng mày à nếu vậy thì tôi cũng sẽ đưa vũ khí của tôi nên. Sang Jin còn chưa nói xong thì đầu vàng đã quát lên câm mồm. Vậy thì cậu có muốn đánh với con quái bên dưới kia không? Được thôi, việc gì phải xoắn để đó cho tao, tao đã luôn ghét cái ánh nhìn khinh thường từ mắt mày lần này để tao thể hiện. Mình đã tưởng hắn sẽ từ chối, nhưng không nghĩ hắn đồng ý nhanh thế. À đúng rồi, hắn không biết có gì ở dưới đó có quái vật gì mà. Tôi sẽ cho mấy người hai lựa chọn. Một là tôi rút khỏi đây và mấy người tự đánh quái vật hai là mấy người tránh ra một bên và xem tôi đối mặt với nó một mình. Rốt cuộc mấy người muốn thế nào, tôi sẽ tránh qua một bên. Tôi cũng vậy, nếu anh nói đến vậy thì hẳn con quái đó phải rất nguy hiểm. Đó là lý do chúng ta nên hợp tác, hãy giúp đỡ lẫn nhau khi nguy hiểm. Tên hèn hạ đó muốn bỏ rơi bạn bè và định cũng hết phần thưởng cho riêng mình, các cậu định để hắn làm vậy sao? Mình đếch quan tâm là cái thằng thất bại sang Jin rút lui hay không, nhưng nếu cả Mihi cũng vậy thì sẽ khó khăn với mình. Đủ rồi, xuống dưới rồi nghĩ tiếp, nếu biết mấy người sẽ cãi nhau như vậy tôi đã không nói gì rồi. Cuối cùng chúng ta cũng tiến xuống đó, mày nên làm vậy sớm hơn mới phải thay vì nói lung tung. Đầu vàng nghĩ rằng dưới đó có đồ ngon nên Han Su mới cố gắng xuống dưới một mình. Thế nhưng cả nhóm vừa đi xuống không bao lâu thì ba quả tạ đã vội vàng chạy lên. Tôi đã nói mà, tôi đã nói là quái vật ở dưới đó phải nguy hiểm lắm, sao cũng được cứ chạy đi. Sao mà mình biết được con quái vật là từ một không gian hoàn toàn khác ở đó chứ? Không thể tin được là hắn định đánh với nó một mình thần kinh hắn chắc cũng không được bình thường. bên này Hansu đang một mình chiến đấu với mãng xà khổng lồ. cơ thể của nó không chỉ to lớn mà còn có thể phóng ra năng lượng hủy diệt từ trong miệng. mình đoán được đòn tấn công này có thể chịu được một chút nhờ vào chỉ số kháng phép của mình. sóng xung kích cực mạnh ý nói nó có ma thuật khá cao, vảy cứng tới nỗi không thanh kiếm thông thường nào có thể xuyên qua. đây không phải là một đối thủ dễ dàng nhưng mình biết điểm yếu của nó. vảy của nó có thể cứng rắn nhưng vùng ở giữa các vảy chúng thì lại rất yếu. Lợi dụng điều đó Han Su đã cắm một con dao vào vị trí bảy tấc của nó. Con rắn gào thét đau đớn, nhưng càng bị đau thì nó càng tấn công anh một cách điên cuồng. Rất nhanh anh đã bị cái đuôi của nó đánh trúng bay vào tường. Cuối cùng nó cũng phản ứng lại khi bị tấn công điểm yếu. Đây là khu vực tổ của nó, nên ngay cả chỉ số kháng vật lý nó cũng khá cao, mình vẫn yếu trước khí độc nó phun ra. Giờ mình còn được 5 con dao, một hoặc hai con dao trong đó không thể gây sát thương lên nó được. Tao sẽ cho mày mượn nên dùng chúng thông minh vào tên khốn vui vẻ một chút cho đến khi mục đích của mình đạt được nhỉ cậu ấy chiến đấu ở khá xa vậy mà âm thanh vẫn vang vọng đến tận đây hansu đang chiến đấu một mình liệu cậu ấy có ổn không mihi sao cô không đi tiếp chúng ta không có con dao nào trên người nên chúng ta phải chạy nhanh về cửa hàng tiện lợi trú ẩn đi tôi phải đi giúp cậu ấy cái gì chờ đã đám ngu này đã ngó lơ lời mình nói từ lúc đầu đến tới giờ sang jin cũng theo mihi quay lại nên đầu vàng đành phải đi theo bọn họ xuống dưới nhà ga Mihi vội vàng hét lớn hỏi Hansu Su cậu có sao không, nhưng rất nhanh cô đã không thể nói tiếp ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy lúc này cánh tay trái của Hansu Su máu chảy đầm đìa đang nằm trong miệng của con mãng xà. Tay phải của anh nhanh chóng cầm dao đâm vào miệng của nó, con mãng xà bị đau lập tức nhả ra cánh tay của Hansu. Su. Tốt lắm, mình đâm được ba con dao vào người nó rồi. Vết thương từ nhát cắn của nó có hơi nặng, nhưng mình đã tăng thể lực nên sẽ lành lại thôi. Ở những tầng sau này, khả năng kháng công kích và hồi phục của các chủng tộc sẽ được tăng cường nhờ vào đặc trưng tiến hóa của chúng. Những loại độc này không có tác dụng và sử dụng sức mạnh hay quyền năng thì còn khiến mọi việc khó khăn hơn. Tuy nhiên ở những tầng đầu thì độc dược là một phương pháp tấn công có hiệu quả, nếu không có độc dược tê liệt thì mình đã chẳng đi được xa thế này. Thấy con mãng xà đã chết Mi Hi mới chạy đến hỏi Han Su cậu không sao chứ? Tại sao các cậu vẫn còn ở đây? Tôi thấy lo nên mới đến đây, tay cậu có sao không? Chỉ là vết chảy xước thôi, nó đang lành lại rồi nên cậu không cần lo đâu. Đầu vàng nhìn sắc con rắn mà rén ngang, không tin được hắn ta lại một mình chiến đấu với con quái vật thế này. Mình biết là hắn ta rất mạnh nhưng khoảng cách giữa mình và hắn quá lớn, làm sao để đuổi kịp hắn đây? Sau khi tiêu diệt mãng xà Han Su đã nhận được phần thưởng là cổ ngữ sóng xung kích của Lân xà. Nếu mình có cổ ngữ ma pháp thì thứ này sẽ rất hữu dụng, nhưng hiện tại mình không thể sử dụng được nó vì cần phải có ma pháp để kích hoạt. Cậu định dùng cổ ngữ đó à, dựa trên kích cỡ của con quái vật đó thì chắc là nó tuyệt lắm, tôi hơi bị ghen tị đó. Không Tôi sẽ không dùng nó đâu, vậy tôi có thể dùng nó được không? Mày chẳng thể dùng được nó một cách đàng hoàng đâu, tự biết thân biết phận đi, nếu cậu đang muốn cho tên này thì mau đổi ý đi hãy cho tôi này. Nhưng cậu đã có một cái rồi mà, mày nghĩ mày dùng nó thì được gì? Cái thằng mà không lâu trước đây còn trốn chui trốn nhủi sau lưng tao ấy hả? Này hai người đừng cãi nhau mà, các cậu đang làm gì vậy? Tôi có nói là sẽ đưa cho ai trong số hai cậu đâu, tôi sẽ bán nó đi. Nếu giờ mà các cậu mua thì tôi sẽ giảm giá 5% cho, để xem xem ai ra giá trước nào. Câu nói của Han Su đã làm ba người đứng hình mất 5 giây. Một lúc sau Đầu Vàng mới hỏi có thể trả góp không. Nếu mà không có ai cam đoan trả được thì các cậu tự bàn với nhau đi. Sau khi bàn bạc cả nhóm quyết định Mi Hi sẽ là người nhận được cổ ngữ. Tôi đã đồng ý sẽ giảm 5% rồi nên tôi chỉ lấy 6 cổ ngữ sức mạnh thôi. Cậu đúng là kỹ tính thật. Cậu đừng nghĩ là tôi xấu tính, nếu ở nơi thế này mà cậu quen với chuyện nhận đồ không công thì chẳng mấy chốc cậu sẽ chết thôi. Trên thế giới này không có bữa ăn nào miễn phí cả mua bán đã xong giờ thì tiếp tục nhiệm vụ thôi có lân xà xuất hiện nghĩa là ở gần đây sẽ có juterium may là lúc nãy mình có nhìn thấy chúng ở không xa hansu lại đang sử dụng siêu năng lực của mình rồi đây là cái rùi hay là cái kim nhìn nó giống như kim loại vậy nhưng cảm giác lại rất mềm không biết lần này cậu ta lại định làm ra thứ đáng kinh ngạc gì nữa đây hai người đang làm gì thế hansu dùng dao rạch bụng mãng xà lấy ra nội tạng của nó sau đó anh chuẩn bị bếp và nồi để nấu chúng lên Đầu vàng hỏi anh lại định làm ra độc nữa sao nhưng anh nói không phải lần này thì khác. Vậy trên da lân xà khá cứng cáp nhưng vẫn chưa đủ cứng để dùng làm vũ khí nên Han Su cần phải tạo ra vũ khí mới. Vũ khí thứ 111 trong số 134 tổ hợp vũ khí có thể dùng quái vật và nguyên liệu ở khu vực huấn luyện để chế tạo ra. Huấn luyện 111, sát thương diện rộng của cây kim rất hạn chế nên sẽ khó để áp dụng sát thương gián tiếp như là xuất huyết. Tuy nhiên nếu có thể định vị được điểm yếu của đối thủ một cách chuẩn xác, nếu tự tin với khả năng đánh trúng điểm yếu thì cây kim này là lựa chọn tốt nhất vũ khí phần đầu có hơi không được nhọn cho lắm thôi kệ mình tự tay làm ra nó nên không còn lựa chọn nào khác đúng rồi mình cần ít nhất là sức mạnh ở cấp độ này nếu cân nhắc đến thời gian mà các nhà giả kim cần để cải tiến tổ hợp tạo ra vũ khí tốt nhất từ những nguyên liệu cơ bản ở những vòng đầu thì công sức bỏ ra thế này cũng đáng mình phải làm thế này để có thể phá hủy được phòng thủ của nó con quái vật mà mình cần phải đánh bại để lấy được mảnh ghép ẩn thứ hai sau một hồi chuẩn bị Su đã thành công chế tạo vũ khí từ thi thể của lân xà và Zuterium. Thần lằn Coco, một loài mạnh hơn giống như số 117, lân xà cũng không tồi, nó là lựa chọn tốt nhất. Tôi có thể mua cái đó không? Tôi sẵn lòng đưa hết cổ ngữ mình có cho cậu để mua nó. Tên này đã đổ bao nhiêu công sức vào nó rồi nên chắc chắn nó hơn hẳn vũ khí hiện tại của mình. Vũ khí này khó xài lắm, nếu cậu có hứng thú thì tôi sẽ bán cho cậu, nhưng tôi không thể làm thêm được nữa vì tôi đã dùng hết nguyên liệu rồi. Khốn kiếp, vậy căn bản là hắn dùng hết cho bản thân rồi, cái thằng ích kỷ. Không, mình chắc chắn là phía trước vẫn còn nhiều thứ tốt, thôi thì cứ tạm thời chịu đựng vậy. Đi hết nhà ga cuối cùng cả nhóm đã nhìn thấy một đoàn tàu. Ở đây có điện và tàu thì còn rất sạch sẽ. Han Su đột nhiên nói với ba người tại sao các cậu lại lên tàu? Nó chỉ dành cho một người thôi, ra ngoài đi. Bộ không nghe tôi nói sao, chỉ có một người được lên tàu thôi, các cậu xuống khỏi đây đi. Ở đây rộng đến vậy, sao cậu biết nó chỉ dành cho một người chứ? Luật nào nói là cậu phải đi khỏi đây hả? sau bao nhiêu lần chiến đấu cùng nhau tại sao cậu lại là người được quyền muốn làm gì thì làm. Nhờ chúng tôi giúp thì cậu mới đến được đây đó. Đối mặt với chất vấn Han Su vẫn giữ im lặng không nói gì. Cái đám ngu ngốc này, muốn tranh thủ cơ hội thì cũng thông minh đó, nhưng có một chuyện mấy người vẫn chưa hiểu rõ nhỉ. Han Su đột nhiên cầm vũ khí đứng lên, tất nhiên là không có luật nào bảo rằng tôi phải đi trước, bởi vì thế giới này không có luật lệ nào cả. Hoặc là cậu ra khỏi đây ngay, hoặc là cùng giải quyết việc này với tôi tại đây. Nếu cậu muốn thì sau này cứ bàn với luật sư của mình và đệ đơn khiếu nại cũng được. Han Su cầm vũ khí chỉ thẳng vào đầu vàng, hãy chọn một trong hai đi. Cuối cùng đoàn tàu đã rời đi để lại ba người ở nhà ga. Đầu vàng tức giận cắn răng nghiến lợi. Càng Han Su thẳng khốn nạn, hắn nói chuyện như ông chú bố minh nhưng toàn làm mấy chuyện điên rồ. Nhưng nếu cả lũ cùng tấn công hắn thì có lẽ sẽ có cơ hội thắng hơn. Nếu chúng ta thắng mình sẽ lấy sạch vũ khí và cổ ngữ của hắn. Còn nếu chúng ta thua thì chỉ cần xin lỗi, hắn sẽ không lấy mạng cả ba đâu đúng không nhỉ? nhưng lúc đó đối mặt với ánh mắt của Han Su đã khiến đầu vàng tay chân rã rời. Thằng chó chết, nếu mình cử động dù chỉ nhỏ nhất thì hắn sẽ hạ gục mình ngay tại chỗ. Hắn có khả năng làm nhiều thứ hơn thế, sao mình lại đông cứng chỉ từ ánh nhìn của hắn chứ? Lúc này Mi Hi đã lên tiếng, chúng ta không nên đẩy cậu ấy xa ra như vậy. Chúng ta nợ cậu ấy vì đã gánh cả ba đi xa được thế này, chúng ta đã không nên khiêu khích cậu ấy như thế. Đi tiếp thôi, ta cần phải tiếp tục tiến lên. Bọn óc chó, đó chính xác là lý do tại sao lũ chúng mày sẽ không làm được, cái khao khát sức mạnh đó đâu rồi? Không phải chúng ta ở đây để mạnh hơn, không quan trọng cái giá phải trả à, tao sẽ trở nên mạnh hơn. Lúc này trên tàu, Han Su đang tổng hợp các thông tin anh có, đây là những thứ anh thu thập được. Một, Xe điện ngầm sẽ dừng tại 20 trạm trong suốt lộ trình. 2. Thành tích tìm thấy ở mỗi trạm là ngẫu nhiên. 3. Một khi đã qua một trạm, mình không thể quay ngược trở lại trạm đó. Đó là một kiến trúc gây xung đột tinh thần ngay cả nếu mình đến được điểm cuối cũng không có gì đảm bảo một kết quả tốt lành, vậy nên sự cẩn trọng là cần thiết. Chúng ta hiện đã ở trạm thứ 12. Chiếc vòng của Larun, móng vuốt của Kento, găng thép của Orgrang, mình đã thu thập được 8 vũ khí. Chiếc vòng Larun kết hợp với chỉ số cảm quan giúp làm lộ diện điểm yếu của quái vật. Nhưng mình đã biết được những điểm yếu của tất cả quái vật, vậy nên nó không hữu dụng với mình. Mình đã có nhiều vũ khí nên mình mong chờ sẽ có gì đó khác biệt. Có thể là cái gì đó như là tăng độ cơ động, với nó mình có thể di chuyển tự do trong trận chiến hay ít nhất là thuốc lá của maniac khi để một điếu lên miệng chỉ số cổ ngữ bắt đầu tăng lên khi hút chỉ số sẽ tiếp tục tăng nếu hút xong và hít hết khói thì tất cả chỉ số cổ ngữ tăng lên 20% và hiệu ứng tồn tại trong 10 phút chính là nó đây là thứ mà hansu đang cần trong lúc này anh lại hút thuốc như trước nữa à em vẫn nói anh mỗi lần anh hút mà anh trông giả đi nhiều lắm cứ tiếp tục anh sẽ phá hủy gương mặt đẹp trai đó đấy đừng lo lắng lần này sẽ khác vẫn còn 4 ngày cho đến khi mảnh ghép ẩn tiếp theo xuất hiện. Trong vòng 2 ngày mình có hai lựa chọn. Thứ nhất là tập trung săn và thu thập cổ ngữ, thứ hai là tham gia các nhiệm vụ còn lại. Mình không biết sẽ lấy được gì từ các nhiệm vụ đó nữa, nhưng mình giờ chỉ phải bắt tay tập trung vào làm những nhiệm vụ mà mình đánh giá là có nhiều phần thưởng tốt trước. Giữa các nhiệm vụ còn lại, có một phần thưởng khá hứa hẹn và thời gian hoàn thành ngắn là viên đá của hiền nhân. Nó tăng các chỉ số cơ bản của mình lên tới 10, bao gồm cả chỉ số cộng thêm của chính nó và hồi phục các vết thương có thể là chí mạng phần thưởng trong hứa hẹn và những thánh tích như thế khá hiếm không chỉ trong huấn luyện mà còn ở vùng nguy hiểm đỏ sau này nhưng ai nghĩ trên đời này lại có thể kích hoạt được cái nhiệm vụ ngu ngốc đó là cô ấy anvi arin một thành viên của tử đội cô ấy đã bị kéo vào vực thẳm khi đang làm tình nguyện viên ở trong tù mình nghe rằng những người cô ấy tin tưởng nhất đã phản bội cô ấy và sự phẫn nộ đó đã đánh thức sức mạnh của cô ấy trong vòng 7 tuần cô ấy đã tàn sát mọi người ở đó và moi tim của bọn họ ra sau đó cô ấy đã cố tự sát và nhiệm vụ này xuất hiện mình sẽ bỏ qua cái này, nó không phù hợp với mình, nó cũng mâu thuẫn với mục đích cứu càng nhiều người càng tốt của mình. Giờ hẳn đã tối nên một số nhiệm vụ có thời gian hạn chế mới được thực hiện ban đêm đã xuất hiện. Nhắc mới nhớ có thứ này, túi thực phẩm của Phú Hào cái xỉ. Đầu tiên mình sẽ sử dụng thứ này, dù sao thì mình cần phải bảo đảm rằng có đủ thể lực, mình sẽ bận rộn bảo vệ nó dưới ánh trăng trước hết mình cần phải ăn để khôi phục thể lực. Nhưng sau khi Han Su quay lại cửa hàng tiện lợi thì đồ ăn ở đó đã bị lấy hết. Bọn vô lại này, mặt trăng sẽ lên sớm thôi vậy mà chúng vẫn dám làm chuyện ngu ngốc như này sao vậy thì cùng xem chúng can đảm tới đâu nhỉ đâu đó bên ngoài nhà ga gang nam có một nhóm người đang không ngừng thu thập vật tư xung quanh chúng lấy hết rồi sao họ có thể trộm hết tất cả vậy chúng ta có nên dừng họ lại bây giờ không chúng đã rất vội chạy thoát khi nghe thấy họ tới nên tôi còn không thể giữ lại được gì họ cũng lấy cả phần của tôi nữa sao họ trôm hết tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn vậy được họ có quá nhiều người ngay cả với chỉ số cao hơn chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu họ hội đồng Han Su chưa trở lại vậy nên đừng vội vã. Mình không thể tin họ biết được cả vị trí của cửa hàng tiện lợi, mình đã nghĩ là chúng ta có thời gian nhưng thế này là quá nhanh. Sau khi lấy hết đồ lũ người băng đảng còn vẫy tay khiêu khích bọn họ. Hắn vừa vẫy tay chúng ta à, họ cố khiêu khích bằng cách khoe khoang rằng họ đã lấy hết tất cả. Không việc gì phải trả lời hắn, đi thôi. Chỉ là mọi người trong nhóm lại không biết suy nghĩ thật sự trong lòng của đầu vàng. Thằng ngu này, tại sao hắn lại vẫy tay với mình chứ? Thì ra trước đó đầu vàng đã bí mật đi gặp bọn chúng mấy người cần thức ăn đúng chứ thử tới chiếc tàu điện ngầm đi mấy người nên lấy trước khi có người khác gom hết chứ nhỉ để tôi dẫn đường mục đích của đầu vàng chính là chế tạo mâu thuẫn giữa han su và lũ côn đồ khi đó han su sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của hắn tại sao bọn tao nên tin mày có vẻ như mày đang gài bọn tao đánh với gã han su đó mày không hiểu tình hình mày đang gặp à chỉ việc theo tao mày nói gì thăng khốn mày có nhận ra anh trai bọn tao giúp đỡ mày nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị đầu vàng đi đường quyền vào mặt cả ba thằng mày còn không ở cùng đẳng cấp với tao lũ khốn, tại sao tao phải gài bẫy lũ yếu đuối như chúng mày chứ? suy nghĩ cẩn thận, tao đang cho chúng mày một cơ hội đấy. buổi tối hôm đó Hansu đã quay lại khiến hi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì anh mới là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm. còn đầu vàng thì đang cười thầm vì nghĩ rằng Hansu sắp rơi vào cái bẫy mà hắn đã sắp đặt, ngay cả nếu hắn bị bắt thì hắn cũng sẽ có lý do để thoát tội. chúng ta gặp rắc rối rồi Hansu, đám côn đồ đã lấy hết tất cả vật tư trong cửa hàng tiện lợi. tôi biết tôi có thấy trên đường đến đây, chúng ta còn lại bao nhiêu thực phẩm? Không nhiều lắm, chúng tôi đã cố gom góp nhiều nhất có thể. Cậu biết đấy, đã có nhiều chuyện xảy ra, giờ cậu đã ở đây nên chúng ta chỉ cần cướp lại từ mấy gã đó. Tất nhiên là sẽ khó để cậu cân hết những gã này một mình vì vậy tôi có thể giúp nếu cậu muốn. Nhưng khác với dự đoán của đầu vàng Han Su chỉ nói cứ ăn trước đã. Khốn kiếp, hắn vừa mới cười mỉa mai mình sao. Đầu vàng đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, chờ đã, như vậy là không ổn đâu. Cậu đúng là không biết hổ thẹn nhỉ chúng tôi đã mạo hiểm tính mạng để giữ được chỗ thức ăn này không phải cậu nên dâng hiến thứ gì đó ngược lại sao đưa cái gì đó ra nếu cậu đưa tôi gì đó tốt thì tôi sẽ nghĩ lại có chuyện gì thế tê sung chúng ta định đem chỗ này cho mọi người mà vậy nên chúng ta chỉ việc đưa cho hắn không vì lý do gì cả sao chúng ta đã đặt cược tính mạng cho số này các cậu cũng vậy mà ngay cả giữa bạn bè cũng nên có sự công bằng hansu đã không nhấc một ngón tay lúc chúng ta cực khổ thu gom thực phẩm không có ai nói với cậu là đừng mong chờ vào những điều miễn phí sao nhìn thấy phản ứng của mọi người đầu vàng rất đắc chí đây là cơ hội của mình nếu mình lôi được tất cả về phía mình gã này sẽ không là vấn đề nữa để xem hắn còn ra cái vẻ khó chịu đó được bao lâu nữa tôi không có gì để đưa cậu đổi lấy thức ăn cả tôi phải làm gì bây giờ thôi nào cậu có nhiều lắm mà chia sẻ những gì cậu lấy được trong đó đi cậu ta nói gì thế cậu lấy được gì trong đó cậu ta mới đi vào vài nơi bí mật nào đó các cậu thấy đấy cậu ta hẳn đã tìm thấy cái gì đó tốt cậu ấy nên chia sẻ với chúng ta phải chứ Vậy nên chia sẻ nó đi vì dù sao cậu cũng sẽ đi chung với chúng tôi thôi mà. Vừa nói đầu vàng vừa dùng một thanh kẹo để dụ Han Su. Tuy nhiên Han Su chỉ bình tĩnh nói với hắn cậu đã học hỏi rất tốt. Ý cậu là sao? Đừng đổi chủ đề nữa và trả lời tôi đi. Này Kang Han Su, cậu đang đi đâu thế? Mình là gì chứ? Một thằng nhóc à? Làm sao Kang Tê có thể phun ra mấy câu thế này vậy? Dù sao thì sao cũng được. Giữ an toàn nhé. Chúc mạnh mẽ trong tương lai. Thôi nào mọi người đừng cãi nhau. Chúng ta đến được đây mà không có rắc rối nào vậy sao lại khuấy động mọi thứ lên chứ chúng tôi sẽ đem cậu ta trở lại đi thôi Mihi cứ để cậu ta đi nếu cậu ta muốn không cần phải ngăn cản sao cũng được biến đi tỏ vẻ kiêu ngạo cho đến phút cuối thằng khốn nạn cậu ta ra vẻ như thế nhưng nếu chúng ta cho đồ miễn phí cậu ta sẽ tự bỏ lại thôi chúng ta không cần tên khốn ấy chúng ta có thể tự xử lý ổn thỏa mà này zumihi cậu đang làm gì thế cậu đang bỏ chúng tôi để theo tên đó à tôi cũng đi nữa Hansu tôi có thể theo cậu chứ Tôi không thể đem theo cậu, nhưng không phải tôi đã nói rồi sao? Điều đó phụ thuộc vào cậu nếu cậu muốn đi theo. Không, cậu không được đi Mihi." Đầu vàng tức giận gào lên, cậu chưa lấy được cổ ngữ của mình, tôi có thể đã đưa cho cậu nhưng Sangjin thì chưa phải chứ. Tuy nhiên lúc này Sangjin lại nói mình cũng muốn đi theo Hansu. Đầu vàng đi tới vỗ vai Sangjin vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận, "Cậu có biết cậu đang nói gì không hả?" Hàn nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một, "Cậu không thể cư xử thế này, cậu thực sự nghĩ bố tôi sẽ chỉ để bố cậu thoát nạn sao?" Tôi đã nhận nuôi một con chó hoang và giờ cậu có can đảm bò lại à, thằng cơ hó mày không biết ông chủ của mày là ai sao. Chúng ta còn không thể ra ngoài bây giờ, những người khác không biết chúng ta còn sống, chính xác thì cậu sẽ nói với bố tôi thế nào. Đến nước này tất cả điều đó không còn ý nghĩa gì cả, tôi không có lý do nào để nghe theo cậu như tôi đã từng nữa hiểu chưa. Sao cũng được cứ biến hết đi, chúng ta có tất cả số thức ăn, tụi mày nghĩ mọi thứ sẽ khác đi ở nơi khác sao. Cuối cùng tụi mày cũng sẽ quay trở lại đây thôi, vậy nên để xem nhé. Sau đó Mihi và Sangjin đã quyết định đi theo Hansu tách ra khỏi nhóm. Về thức ăn, cậu có chắc chúng ta không nên đem theo một ít chứ? Chúng ta không có nhiều trong túi. Cậu nói đúng nhưng không quan trọng, nó cũng sẽ vô nghĩa thôi. Chúng ta có việc để làm rồi vậy nên đi thôi. Đúng lúc đi qua siêu thị nhìn thấy bên trong có cái áo khoác đẹp Hansu nhanh tay lụng luôn. Hansu đột nhiên nói với hai người sắp đến nửa đêm rồi khiến bọn họ không hiểu gì cả. Nửa đêm thì sao chứ? Nhưng rất nhanh Mihi đã nhận ra có điều gì đó không đúng có gì đó kỳ lạ với mặt trăng đó. Theo câu nói của Mi Hi mặt trăng đột nhiên chuyển động, thì ra thứ đó không phải mặt trăng mà là một con mắt khổng lồ. Lúc này Sang Jin đột nhiên hét lên chuyện gì thế này, thức ăn của chúng ta biến thành cát rồi. Không thể nào, toàn bộ số thức ăn chúng ta đã mua, tất cả đều đã biến thành cát hết rồi. Cái gì thế, nó đang phát sáng. Đó là con người ư, bọn họ đang phát sáng, vị trí của họ đang hiện ra. Chúng ta cũng phát sáng ư, tôi nghĩ có lẽ đứng cạnh nhau sẽ không thấy được, nhưng mọi người ở đằng kia thì lại phát sáng kể cả xuyên qua tường. Vậy là mọi người có thể nhìn thấy nhau, nhưng như vậy là đang khiến chúng ta phải chiến đấu với nhau. Han Su cậu biết trước điều này ư? Tôi có siêu năng lực nhưng đâu có nghĩa là tôi biết trước được chứ. Rất nhanh cả nhóm đã nghe được rất nhiều tiếng cãi nhau ở xung quanh, ai lấy hết thức ăn rồi, chết tiệt. Mày ăn hết rồi đúng không? Đưa hết đồ ăn đây, bọn tao cũng đâu có đâu. Han Su thầm nghĩ trong lòng đúng là một thế giới rác rưởi, thế nên mình mới bảo đừng có lấy hết. Bởi vì một khi cái mặt trăng kia, thứ chỉ tồn tại ở thế giới này xuất hiện, toàn bộ số thức ăn mọi người có đều sẽ biến mất. Cậu đi đâu vậy Han Su, đi làm việc cần làm. Bên này thức ăn của nhóm đầu vàng cũng đã bị biến thành cát. Toàn bộ số thức ăn biến mất hết rồi, chúng ta làm gì bây giờ, chúng ta có nên đi tìm thức ăn không? Giờ này hẳn mọi người đã lấy hết đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi. Tên khốn đó, hắn đã biết trước, hắn vừa chơi mình sao? Cô gái tóc vàng đột nhiên trở nên hốt hoảng nói với đầu vàng mau nhìn bên ngoài. Thằng khốn lừa đảo đó đâu rồi, Sao nó dám lừa mình chứ, mau đi tìm nó cho tao nhanh lên. Nếu chúng đến hội đồng thì sẽ không thắng nổi mất, chúng mình có nên tẩu thoát rồi bắt lẻ từng người không, hay là chúng ta đến chỗ Han Su đi. Ý cậu là chúng ta nên quay lại với tên rác rưởi đã bỏ rơi chúng ta và cầu xin hắn ư, cậu có lòng tự trọng không thế? Thế cậu muốn làm gì? Cậu có cân năm nổi không? Ở lại đây cũng chẳng được ích gì cả. Nghĩ cho kỹ, nếu không tìm được chúng ta họ sẽ đuổi theo Han Su, chúng ta có thể hỗ trợ họ nếu họ gặp nguy đồng chứ. Nếu nói chuyện với họ thì sẽ được thôi đúng vậy bọn họ nói đúng liên minh tạm thời cũng không phải ý tồi mình không thích thế nhưng nếu nhân cơ hội này để lợi dụng hắn thì cũng tốt các cậu nói đúng chúng ta nên giúp cậu ta mau đi thôi cơ mà đầu vàng vừa bước ra ngoài thì chân của hắn đã bị một thứ gì đó cuốn chặt không thể thoát ra mau cứu tôi với nhanh lên hai cậu còn nhìn gì nữa đồ ngốc chắc chưa nếu dám kéo nó theo hai đứa có thể sẽ ngồi xe lăn đấy tôi chỉ muốn nói chuyện mà thôi người vừa mới lên tiếng chính là thủ lĩnh của đám xã hội đen cuối cùng hai người kia đã chạy trốn bỏ lại đầu vàng mặc cho hắn vô lực gào thét trừ rủa hai tên khốn các cậu đang làm gì thế ôi trời sao lại nặng lời vậy chứ cậu vẫn còn trẻ thế mà cậu nghĩ sao nó được gọi là bẫy ruồi của oran đấy trong khi cậu đang bận bịu làm mấy trò mèo thì tôi đã chuẩn bị chúng đấy mà thôi nói chuyện phiếm đủ rồi nhưng sao chỉ còn có ba đứa thế này đám còn lại đâu dứt câu thủ lĩnh đột nhiên giơ chân dẫm mạnh xuống đất một cước này lực lượng mạnh đến mức ngay cả mặt đường cũng bị lún sâu đầu vàng sợ hãi vội vàng nói tôi sẽ nói cho ông mọi thứ tôi biết hỏi gì cũng được tôi có thể chỉ cho ông chỗ bọn họ thấy cậu hiểu chuyện thế tôi vui lắm trước đó thì có tên này có chuyện cần nói với cậu đây mau xử lý cho xong rồi di chuyển thôi chúng ta lại gặp nhau rồi mày có khỏe không tao mà không làm điều tương tự với mày thì tao tức lộn ruột mất thằng sâu bọ rác rưởi này nếu mấy tên khốn kia mà không bỏ rơi mình thì mình cũng không đến mức này vì nó sẽ làm việc với chúng ta nên xử lý trong tầm kiểm soát thôi hiểu chưa anh em Vậy nên chúng ta hãy đấm nó một trận trong tầm kiểm soát đi. Sau đó đầu vàng đã bị đám người xã hội đen úp sọt hội đồng bem nó anh em. Thanh niên vừa đau vừa cay, khốn kiếp, sao chúng mày dám bỏ rơi tao chứ, tao sẽ tàn sát từng đứa một. Ở một nơi khác, hai người kia đã tìm được nhóm của Hansu. Không ngờ lúc này bọn họ đang ngồi ăn thịt ngon lành. Nhìn nồi thịt nóng hổi đang bốc khói nghi ngút tỏa ra hương thơm, hai người không thể kìm nổi mà nuốt nước bọt. Nhìn có vẻ ổn đó, hãy cùng nhau ăn đi nhưng cô gái vừa mới ngồi xuống thì Han Su đã rút vũ khí chém xuống mặt đất vạch rõ giới hạn với cô ta. Cô ta sợ hãi hét lên cang Han Su cậu đang làm cái gì vậy chứ? Anh vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói với cô ta đừng có lại đây. Sao cậu trẻ con vậy? Bọn tôi đâu đấu đá gì cậu đâu, là lỗi của Te Sung mà. Nếu tôi mà vào thì các cậu định làm gì? Vậy thì siêu năng lực của tôi nói rằng mấy người sẽ không được yên đâu. Cái siêu năng lực chết tiệt đó nói cho mày mấy thứ nhảm nhí đó hả? Nó cũng cho tôi biết vài thứ khác đấy, ví dụ như hai người sẽ gặp nguy hiểm chẳng hạn. Hai đứa chúng mày chạy hơi bị nhanh đấy, chỉ thấy ở phía sau hai người là thủ lĩnh đã dẫn theo đàn em đuổi kịp bọn họ. Nhìn thấy đám xã hội đen mọi người lập tức trở nên cảnh giác, bởi vì trong thế giới vô pháp này không gì có thể ngăn cản hành động phạm tội của những tên côn đồ. Túi đồ ăn của nhà giàu ích kỷ, điều kiện để thu thập nó rất đơn giản, nấu và ăn càng nhiều thức ăn càng tốt trong lúc mặt trăng xuất hiện. Điều kiện nghe có vẻ dễ nhưng thực chất vẫn còn một điều kiện khác, đó là phải trở nên ích kỷ không chia sẻ đồ ăn với người khác. Chỉ nấu và ăn nhiều thức ăn nhất một mình là người duy nhất nhận được phần thưởng này. Trong tình huống nơi mà mọi người đều chạy đôn chạy đáo đi tìm nguồn thức ăn, họ phải vượt qua được ranh giới nguy hiểm mà điều kiện này đặt ra. Khiếu hài hước của tên tạo ra nhiệm vụ như này đúng là vặn vẹo. Phải thật bình tĩnh, kể cả trong những tình huống thế này. Lúc này đầu vàng cũng nhanh chóng xuất hiện sau khi bị đám xã hội đen vã cho như con. Tê sung cậu ổn chứ, cầm miệng, sao chúng mày dám bỏ lại tao hả? Hãy nghe tôi giải thích, bọn tôi chỉ muốn giúp thôi mà nhảm nhí đừng có biện minh nữa con khốn nếu bọn mày không chạy thì tao đã không thảm như thế này thôi nào lính mới có lẽ cậu cần phải bình tĩnh lại một chút nhỉ hân hạnh được gặp lại lần nữa chàng trai trẻ cậu có kỹ năng đấy cậu tìm đâu ra chỗ thịt đó vậy thịt ở khắp nơi đó chứ sao chắc tôi không cần phải giải thích cho ông thịt này là thịt gì đâu nhỉ tên thủ lĩnh và đàn em nghe vậy thì giật mình hắn dám ăn thứ đó ư mình đã cho người ăn thử nhưng mấy tên đệ của mình đều bị mất nước vì độc còn bọn chúng thì lại ăn ngon lành giống như chẳng có chuyện gì. Có vẻ cậu đã tìm ra cách để chế biến nó một cách an toàn, nếu ông hầm nó bằng máu của Goblin thì sẽ ăn được đấy, tôi chỉ nói đến thế thôi. Bây giờ thủ lĩnh mới bắt đầu đánh giá Han Su một cách nghiêm túc. Tên nhóc đầu vàng đã nói với ông ta Han Su có siêu năng lực. Hắn cũng nói siêu năng lực đó đã giúp cậu ta thu thập được một vật phẩm quý giá ở ga tàu. Hôm nay có vẻ là ngày thích hợp để chiến với cậu ta, tuy có tranh lệch trình độ nhưng phe mình có thể lấy thịt đè người, với cả đối thủ chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi thôi mà. Có thể cậu ta đã quen việc chiến đấu với quái vật nhưng không có nghĩa cậu ta cũng quen chiến đấu với con người. Này lính mới, lên thử một miếng đi. Nói chuyện với bạn bè của cậu ấy, nhờ bạn một tí thì có sao đâu đúng không? Ai mà thèm làm bạn với hắn, sao tự dưng lại ra lệnh cho mình? Nhưng như thế thì sẽ có lợi cho ông ta khi không phải gây rắc rối trước mặt toàn bộ những người ở đây. Đại ca nói đúng, ta nói chuyện tí nào. Không, đừng lại gần đây, đừng đi qua vạch kẻ đó. Im miệng đi, mày cũng cùng một ruột thôi con khốn. Đã đến nước này thì Han Su không thể đứng yên được nữa, nếu như anh nhường nhịn một lần thì sẽ chỉ càng làm cho những kẻ khác càng thêm kiêu ngạo không xem anh ra gì mà thôi. Ngay khi tên đầu vàng bước chân qua vạch giới hạn, một chân của hắn đã lập tức bị Han Su chém đứt. Hắn ôm chân cụt gào thét vô cùng đau đớn a a a chân của tao, thằng điên, mày bị điên rồi. Chết tiệt, chân tao đau quá, nhân tính của mày đâu hết rồi. Tại sao mày dám làm như thế với tao chứ, chỉ vì một miếng thịt thôi à? Các người thấy rồi đấy, Hắn ta làm thế này chỉ vì không muốn chia sẻ đồ ăn. Nếu hắn còn mạnh hơn, ông nghĩ hắn sẽ để yên cho các ông à? Hắn sẽ tàn sát tất cả mọi người để cướp lấy cổ ngữ. Ông nên xử hắn luôn đi, ông nghĩ có thể làm thân được với hắn à? Bảo anh em chuẩn bị đi, nhưng mà đại ca, hắn nói không sai, hắn không có ý định chiến đấu bây giờ, nhưng nếu sau này hắn trở nên mạnh hơn hắn sẽ có thể dễ dàng hạ gục chúng ta. Phe mình trang bị tận răng rồi và cơ thể hắn cũng bị mặt trăng làm phát sáng do đó hắn sẽ không thể chạy thoát, chúng ta cần xử lý hắn ngay chết tiệt sinh viên đại học kiểu gì mà lại có đôi mắt đáng sợ như thế này chứ hắn đã phải trải qua thứ gì mới có được khí thế đó đối mặt với đông đảo kẻ thù Hansu vẫn không hề tỏ ra chút nào sợ hãi Eres và Kendian hay tranh cãi dù đã quyết định hợp tác với nhau Eres nói mình không nên gây thù chuốc oán nhưng Kendian nói nếu kẻ thù đã ở ngay trước mắt mình phải hoàn toàn nghiền nát chúng vì nếu không làm thế thì có ngày chúng sẽ hạ bệ mình cả Eres và mình đều đồng ý với quan điểm đó sau một tiếng hét lớn đám xã hội đen đồng loạt rút dao ra lao tới Han Bàn tay anh nắm chặt vũ khí, vì mấy người đã khơi mào trước nên trước khi màn đêm kết thúc, để tao thử mấy chiêu thức này lên người bọn mày nhé. Nói xong hai chân anh dẫm mạnh xuống đất lấy đà trực tiếp xông lên hướng về đám người. Kẻ thù nhìn thấy mà khiếp sợ tại sao hắn lại có thể di chuyển như thế được chứ? Suy nghĩ chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, tên này còn không kịp phản ứng thì hắn đã bị Han Su đánh bay lên trời. Tốc độ của anh rất nhanh sau khi hạ gục hắn lại tiếp tục đi tìm mục tiêu khác chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã có gần 10 tên côn đồ ngã xuống. Thủ lĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ tên Kang Han Su này đã thu thập hết toàn bộ cổ ngữ rồi sao? Cứ thế này thì người của chúng ta sẽ thua mất. Mọi người đừng bỏ chạy, chúng ta đông hơn mà, chúng ta sẽ dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Nhưng mặc cho thủ lĩnh có nói cỡ nào thì đám đàn em vẫn bỏ chạy tán loạn cuối cùng chỉ còn lại một mình ông ta đối mặt với Han Su. Chết tiệt, mày nghĩ tao sẽ rút lui à thằng danh con. Cậu nghĩ kỹ lại đi, cậu nghĩ rằng tàn sát mọi người thì cậu sẽ được sống yên ổn sao chuyện này khác hẳn với việc săn quái vật hiện tại điều cậu đang làm chính là lấy đi tính mạng của những con người bằng xương bằng thịt đấy đó không phải là điều mà một thằng nhóc như cậu có thể dễ dàng vượt qua tuy nhiên ông ta còn chưa nói xong thì kiếm của han su đã động chỉ thấy một ánh kiếm lóe lên trong bóng tối thân thể của thủ lĩnh đã vô lực ngã xuống đất đám người xã hội đen sau trận chiến có người đã chết người thì tàn phế đang không ngừng riêng gì đau đớn Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này hai người đồng đội cũ trong nhóm không nhịn được mà cảm thấy ớn lạnh sống lưng với sự tàn nhẫn của Han Su. Han Su nói với bọn họ tại sao vẫn còn ở đây, có phải là cũng muốn chiến đấu với anh như đám người đang nằm dưới đất này không? Chỉ thấy hai người liếc nhau ánh mắt không che giấu nổi sợ hãi, cuối cùng bọn họ đã bỏ đi không dám nói thêm câu nào. Sau khi xử xong những kẻ vượt qua giới hạn muốn cướp đồ ăn của mình, Han Su lại trở về chỗ tiếp tục ngồi xuống ăn thịt trong nồi. Sao thế, hai người nhìn thì cũng chẳng sao nhưng tôi sẽ không chia sẻ đâu. Mihi và Sangjin vừa thấy vui vừa thấy sợ, vui là vì họ đã lựa chọn chính xác đi theo một người cực kỳ mạnh mẽ. Sợ là vì Hansu vẫn có thể thản nhiên ăn uống ngon lành bên cạnh thi thể của kẻ thù vừa mới bị chính mình tàn sát. Ngày hôm sau, những tia sáng bình minh đầu tiên ló dạng. Mặt trăng chậm rãi nhắm mắt lại, có vẻ như nó chỉ có thể hoạt động khi trời tối. Mình đã ăn lượng đồ ăn tương đương với 3 ngày rồi, cảm giác như sắp nôn đến nơi rồi ấy. Mình đã thất bại toàn bộ nhiệm vụ tập trung vào thuyết phục những người khác nhưng lại thành công có được thứ này. Nó giúp bảo vệ thức ăn khỏi ánh trăng và lưu trữ chúng trong không gian phụ nơi người chơi có thể bỏ bất cứ thứ gì. Nó có thể tích gấp 5 lần nên mình sẽ không phải lo thức ăn cho hai tuần tới. Lý do mình hồi quy là để cứu càng nhiều người càng tốt, mình cần phải giảm thiểu xung đột và tạo ra lực lượng. Để làm được chuyện đó thì điều kiện tiên quyết là đặt ra luật lệ. Luật đầu tiên, không được sát hại người chơi để lấy cổ ngữ. Mình có thể tàn sát và lấy cổ ngữ của người khác, nhưng hậu quả mình sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ từ họ nữa nếu sau này có thể cần họ giúp sẽ khá khó để thực thi những luật lệ đó ngay, nhưng nếu mình đủ mạnh thì mình có thể thực thi chúng ngay lập tức. Phải dọn dẹp thật kỹ khi hành động, nhưng lại có quá nhiều con mắt đang nhìn mình. Rốt cục cũng sẽ có người vượt qua ranh giới đó để kiếm được cổ ngữ tăng sức mạnh cho họ thôi. Tôi sẽ dừng lại đây. Cậu đang nói gì thế Sang Jin? Tôi không nghĩ tôi có thể tiếp tục đi cùng cậu nữa. Nhưng tại sao bây giờ? Sao cũng được. Tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của cậu. Cuối cùng Sang Jin đã quyết định tạm biệt Hansu và Mihi để tách ra đi lẻ. Han Su hỏi Mi Hi sao cô không làm điều mình muốn. Cô không sợ khi đi theo tôi à? Thực ra trong lòng Mi Hi vẫn có chút sợ hãi, nhưng cô nghĩ chỉ cần mình không vượt qua ranh giới thì cô vẫn sẽ an toàn. Nếu bây giờ rời đi, cậu sẽ không cho tôi quay trở lại nữa, nên tôi sẽ bám dính lấy cậu càng lâu càng tốt. Dù sao thì trực giác của cô ấy cũng tốt thật. Nếu thế thì đi thôi. Bên này đám người xã hội đen vẫn đang nằm dưới đất riêng rỉ đau đớn. Tên khốn vô dụng, mày chỉ biết sủa là giỏi, hắn cho mày ăn no hành rồi, đáng lẽ ra hắn nên xử hết lũ chúng mày. Kang Hansu, mày sai lầm rồi, vết thương nhỏ của tao đang lành lại. Một khi hồi phục hoàn toàn, tao sẽ xử hết lũ rác rưởi đó và tao sẽ truy sát mày Hansu. Sao chúng mày dám bỏ tao lại chứ, đặc biệt là mày Jumihi, tao sẽ không tha cho mày đâu, cứ chờ đi. Đầu vàng đang bò lê lết trên mặt đất thì đột nhiên có một cái bóng xuất hiện che khuất ánh sáng, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là Sangjin đã quay trở lại. Tên khốn này, hắn cứ quan sát mình suốt, tại sao bây giờ hắn lại tiếp cận mình? Hắn muốn gì đây? Không, đây là cơ hội của mình. Sang Jin, đỡ tôi dậy với. Thôi nào, cậu sẽ không bỏ tôi lại sau những chuyện đã xảy ra đâu nhỉ? Chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ, đây là cơ hội để cậu trở nên mạnh hơn đấy. Thằng khốn, cố ra vẻ à, ông sắp chết tới nơi rồi lão già. Này Sang Jin, cậu mau xử tên ngốc kia trước đi. Theo câu nói của đầu vàng, Sang Jin đã thật sự nhặt lên con dao ở dưới đất. Thế nhưng hắn lại không chú ý tới vẻ mặt âm trầm của Sang Jin. Tốt lắm. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc xử hết bọn chúng để lấy cổ ngữ thôi, chúng ta có thể chia đôi mà. Ơ, ừ, nhưng sao mày lại tới chỗ tao chứ? Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Sang Jin túm áo kéo dậy. Hắn vô cùng tức giận, mày đang làm cái quái gì thế? Không ngờ lúc này đối mặt với đầu vàng Sang Jin lại vô cùng bình tĩnh khiến hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Tao phải nắm bắt cơ hội, đáng lẽ ra tao nên làm thế này ngay từ đầu phải không? Ánh mắt của cậu ta khi nói chuyện cực kỳ lạnh lùng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào thấy tình hình có vẻ sắp toang đầu vàng lập tức chửi mắng mau thả tao ra sang jin thằng khốn này sao mày dám làm như vậy với tao chứ nhưng mặc cho hắn dãy dụa thế nào cuối cùng vẫn bị sang jin đâm một nhát dao vào ngực là chính mày đã nói với tao mà tê sang rằng tao phải biết điều có lẽ đã đến lượt mày phải biết điều rồi đấy một mình mày thì chẳng là ai cả đâu suốt thời gian qua mày làm những việc khiến tao vui lắm đó lợi dụng bố tao để ra lệnh cho tao sau khi lấy mạng đầu vàng sang jin tự đánh vào mặt mình đừng yếu đuối nữa Việc này chỉ nhỏ như con kiến thôi. Với Han Su thì điều này chẳng là gì cả. Với cậu ta đây chỉ là việc làm cần làm, mình phải làm được như cậu ta. Tiếp theo Sang Jin lại cầm dao đi về hướng những người còn sống. Khoan đã, bạn tôi, chúng ta nói chuyện chút nhé, chúng ta bắt tay đi, nếu bắt tay chúng ta sẽ càng trở nên mạnh hơn, làm ơn tha cho tôi. Kang Han Su, tôi đã hiểu tại sao cậu lại không đuổi theo tôi rồi. Trong mắt cậu, tôi thảm hại đến thế nào chứ? Tôi không cần cậu bảo vệ nếu như tôi có đủ can đảm để cùng cậu chiến đấu lúc nguy khốn nếu như tôi quyết tâm mạnh lên thay vì co rúm lại trước sức mạnh của cậu liệu tôi có thể đứng bên cạnh cậu chứ nếu như tôi mạnh hơn cậu đã không bỏ rơi tôi như vậy thế nên chẳng có gì thay đổi trong quá khứ cả hồi trước khi mình sẽ co rúm lại và trở nên cẩn trọng trước ai đó giờ mình sẽ chứng minh tôi sẽ trở nên mạnh hơn giống như cậu nếu tôi tận dụng lũ ngốc này và bắt kịp cậu thì kể cả cậu cũng sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác ở một nơi khác Hansu và Mihi đã gặp phải những con quái điểu trên bầu trời. Mihi muốn tự mình chiến đấu với bọn chúng để trở nên mạnh hơn. Trong lúc cô không chú ý một con quái điểu định lao xuống tấn công cô nhưng nó đã bị Hansu chém thành hai đoạn. Ánh mắt Mihi mang theo vẻ cảm ơn nhìn Hansu, rốt cuộc tôi cũng cần cậu giúp đỡ. Không dựa dẫm vào người khác và hành động một mình là hai chuyện khác nhau. Nếu như một kỹ năng có khuyết điểm thì tìm kiếm sự trợ giúp của đồng đội là chuyện dễ hiểu mà, đây là phần của cậu. Hãy đảm bảo là bản thân hiểu được kỹ năng của mình có những ưu và khuyết điểm gì, lúc nào cậu ấy cũng khắc khe về chuyện chia phần hết đã hai ngày rồi sao hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi đến đây mua kỹ năng tăng tốc độ cường hóa ma pháp và thể lực từ hansu quả là ý kiến hay nếu không có chúng thì mình khó mà theo kịp được nhưng mà mình vẫn đang cố gắng không dựa dẫm vào cậu ấy hiện tại hansu cảm thấy chỉ số của mình khá ổn phương pháp tốt nhất là giữ cho các chỉ số ngang bằng nhau mình không gặp nhiều rắc rối khi các chỉ số đều đang ở mức cân bằng như vậy tất cả sẽ phát triển đồng đều lúc này giọng nói của tiểu quỷ đột nhiên vang lên alo mọi người nghe thấy ta nói gì không tập trung lại điểm bắt đầu ngay lập tức những ai đến trễ sẽ bị trừng phạt là tiểu quỷ đó chúng ta đi thôi trên đường đi thỉnh thoảng Mi Hi cứ liếc nhìn Han Su anh liền nói với cô nếu cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi gương mặt của Mi Hi lập tức đỏ lên trầm ngâm một hồi cô mới lấy hết can đảm hỏi Han Su cậu đã có bạn gái chưa nói xong Mi Hi rất xấu hổ chẳng phải câu hỏi này riêng tư quá rồi sao mình biết là không nên nghĩ như vậy nhưng mà cậu ấy có vẻ hào phóng một cách bất thường nên mình không nhịn được thực ra mình còn muốn hỏi một câu khác nữa. Han Su thầm nghĩ nhỏ này trông e dè vậy mà nói cũng thẳng thừng ghê, lúc đầu cậu ta còn run đến mức chẳng nói được gì. Bạn gái sao? Hiện cô ấy chỉ là một người mình còn chưa gặp mặt nữa, mình không thể lại đánh mất cô ấy. Cuối cùng Han Su chỉ nói với Mi Hi rằng tôi không nhớ. Một lát sau, hai người đã đến điểm tập trung và nhìn thấy những người chơi khác. Bọn họ thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng bầu không khí lúc này lại có vẻ cực kỳ khác thường. Rất nhanh tiểu quỷ đã xuất hiện các lữ khách đã có mặt đông đủ cả rồi chứ, các người tụ tập lại đây nhanh quá đấy. Vậy chúng ta nói vào chuyện chính luôn nhé, ta có hai tin tốt cho các người đây. Đầu tiên, nếu các người trụ được qua 72 tiếng tiếp theo thì có thể rời khỏi nơi này. Quả là một tin mừng đúng không nào? Các người vỗ tay gieo hò cái xem nào. Không thèm phản ứng luôn sao? Thấy các người vui vẻ như vậy ta cũng mừng. Giờ thì hãy cùng giới thiệu nhân vật chính của sự kiện này nhé. Tòa lâu đài mà các người thấy chính là địa điểm quan trọng nhất trong sự kiện này. Đây là tế đàn ma pháp, có một con thú cưng rất dễ thương đang chờ tất cả các người ở bên trong đấy. Các người cũng thấy được mà phải không? Anh bạn nhỏ này tên là quái thú ăn thịt. Vì các người mà bọn ta đã bỏ đói nó suốt một ngày nên nó rất muốn thoát ra khỏi đó ngay. Cái tế đàn này trông thì tuyệt nhưng không vững chắc lắm đâu, chắc là chẳng bao lâu nữa nó sẽ sụp xuống thôi, nhìn bao nhiêu là đất cát rơi xuống này. Nếu anh bạn nhỏ này thoát ra ngoài, ta tự hỏi bao nhiêu người trong số các ngươi có thể sống sót được đây. Giờ ta sẽ cho các người biết tin tức thứ hai may là có cách để khiến nó rơi vào giấc ngủ nếu nó ngủ rồi thì sẽ không cào vào vách tế đàn hoặc là muốn thoát ra nữa có phải không nào cách đó là gì nhỉ có ai muốn đoán không nếu làm tốt thì ta còn có thể chúc phúc cho người nữa các ngươi làm diễn viên gì mà chán quá đi mất có một cách đơn giản mỗi ngày 5 người chỉ cần cho nó ăn 5 người mỗi ngày thì các ngươi tạm thời sẽ an toàn vì là 72 tiếng nên phải cho nó ăn 3 lần đúng không hiện còn lại hơn 60 người nếu dùng cách này thì một phần tư người ở đây sẽ trở thành thuốc ngủ của nó tùy các người lựa chọn xem có muốn dùng cách này hay không thôi. Còn những tên vẫn cảm thấy lưỡng lự chưa quyết thì để ta cho các ngươi xem cái này. Trong video là hình ảnh một con quái vật khổng lồ đang tàn sát những người chơi khác, đối mặt với nó bọn họ hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Đoạn ghi hình này là từ một khu vực huấn luyện khác, người ở đó đã quyết định chiến đấu cùng với nhau. Đấu với thứ đó là chuyện không tưởng, vậy nên ta mới nói chúng ta chỉ còn một cách thôi. Làm sao để chúng ta chọn được những người trở thành thuốc ngủ? Sao ngươi lại hỏi ta chuyện đó? Dù ngươi ép buộc người khác hay là rút thăm đi nữa thì tự mà lo liệu đi. Miễn là vật tế cho nó còn sống thì làm gì cũng được. Các ngươi nên biết là phải đưa ra lựa chọn trong vòng một tiếng để ta bắt đầu đếm ngược cho các ngươi. Các ngươi sẽ được an toàn trong vòng 24 tiếng rồi sau đó sẽ tiếp tục có một tiếng để chọn ra người hy sinh. Hy vọng các ngươi sẽ lựa chọn thật khôn ngoan. Giờ thì chúng ta chết chắc rồi, con quỷ khốn kiếp đó. Han Su này, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì mới phải? Dù gì thì kết quả cũng đã được quyết định xong rồi. Một thanh niên mũ đen nói rằng chúng ta cần phải công bằng. Hay là chúng ta rút thăm đi, chúng ta có thể chọn ra 5 người vào ngày đầu tiên, rồi 5 người nữa vào ngày tiếp theo. Thế nhưng trong nhóm người lập tức có kẻ phản đối. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Tại sao chúng ta phải công bằng với nhau? Không ngờ người đó lại chính là Sangjin đã lâu không gặp. Mày vừa nói cái gì? Tôi mới nói rồi đấy. Có lý do nào để phải công bằng không? Vậy mày muốn tụi tao làm gì? Mày không thể cứ bước vào đó khi có con quái vật trong ấy được. Tại sao không được? Chúng ta có một cách đơn giản hơn mà. Dứt câu Sang Jin đã bóp nát cột đèn bên đường chỉ bằng tay không, mọi người cực kỳ khiếp sợ khi thấy cậu ta mạnh như vậy. Bắt đầu với những thằng yếu đuối vô dụng nhất, chỉ cần ném vào đủ 5 người là được phải không? Tất cả mình làm là chứng tỏ sức mạnh vượt trội và mọi người ở đây đều phải tập trung nghe mình nói, mình thích điều này. Giờ không phải là lúc phí thời gian, chúng ta phải hy sinh những kẻ yếu để cho kẻ mạnh được sống, còn hợp sức chiến đấu lại con quái thì không có được đâu. Mọi người đều biết chuyện này là sẽ rất khó khăn nhưng không còn cách nào khác cả mọi người sẽ không cần phải chiến đấu với nó nữa. Chúng ta cần hợp tác với mục đích cao cả như thế. Và để làm được điều đó, chúng ta không cần những kẻ yếu như mày. Rõ ràng là chúng ta nên ném những thằng yếu vào trước để làm vật tế có đúng thế phải không? Cậu nghĩ sao về điều này hả Hansu? Tôi không còn yếu như cũ đâu, cậu đã chú ý rồi phải không Hansu, giờ tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Tôi sẽ giúp cậu, bởi vì tôi không có ý định biến cậu thành kẻ thù. Tôi đã có khởi đầu tốt hơn từ lúc này rồi, tôi sẽ ngày càng mạnh mẽ như cậu nhưng để làm được điều đó tôi cần cậu giúp sức ở lần này tôi chắc rằng cậu sẽ có quyết định đúng đắn vì ý kiến của tôi là hoàn hảo nhất rồi ý kiến đó không tệ đâu nhưng cho tôi được đề nghị nếu mọi người nghe theo đề nghị của tôi thì chúng ta có thể toàn bộ sống sót mọi người không cần hy sinh bất kỳ ai cả cái gì chứ có cách như thế sao đừng nói là cậu đang nói chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau với con quái đó nha đó là phi thực tế sau khi thấy đoạn phim đó cậu nên nhận ra rồi kể cả khi chúng ta định áp đảo bằng số lượng với nó làm sao chúng ta có thể thắng một con quái vật cứ hồi phục sinh lực mỗi khi ăn một người cơ chứ ai nói là mấy người phải chiến đấu vậy thì làm sao cậu đang nói cậu sẽ đi một mình á à? đó chính xác là những gì tôi muốn nói thật nực cười sao mà cậu ta có thể hạ con quái vật một mình chứ mọi người có nghĩ cậu ta làm được không cậu đang nói gì thế đây không phải là đánh với mấy con goblins nếu chúng ta không thể tiêu diệt nó trong một giờ chúng ta sẽ chết hết chúng ta chỉ còn ít hơn một tiếng để quyết định sẽ làm ra hành động nào mà thôi mình đã nghĩ mình gần như bắt kịp sức mạnh của cậu ta. Nhưng giờ cậu đã mạnh đến mức có thể đánh với con quái vật đó một mình ư? Ừ. Tôi sẽ đấu với nó, nhưng bây giờ thì không được. Vậy ý cậu là những người mạnh nhất nên chiến đấu phải không? Hãy chiến đấu cùng nhau. Mấy người cứ thích cắt ngang lời nói của tôi quá nhỉ? Mấy người có nghe không đấy? Vậy thì rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái quái gì vậy chứ? Tóm lại đề nghị của cậu là gì Han Su? Han Su chắc sẽ mang theo mình khi chiến đấu. Không, không đời nào cậu ấy sẽ làm thế đơn giản thôi nếu tôi nâng sức mạnh và thể lực lên cao nhất tôi có thể đấu tay đôi với con quái vật để tôi cho mọi người một đề nghị khác nếu mọi người đưa toàn bộ cổ ngữ chỉ số của mọi người cho tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm tiêu diệt con quái vật đó có ai lại hy sinh đưa cổ ngữ của mình không chứ 60 cổ ngữ đấy nó quá nhiều sức mạnh và thể lực 100 tốc độ và cảm quan 50 nếu mình sử dụng thêm kinh kỹ năng vật phẩm hồi phục cùng một số mẹo dựa trên kinh nghiệm chiến đấu trước đó điều này hoàn toàn khả thi nếu làm được mình có thể nhận được mảnh ghép thứ hai Kể cả Kenyon, Eres, Kang Tê cũng không thể thắng nó. Người duy nhất tìm ra điều đó là cùng nộ quân vương Clementine. Kể cả anh ta, người có nội tại cùng chiến cũng phải gần chết mới đạt được con quái vật ấy. Mảnh ghép ẩn này mình cần lấy được, lần này mình đã mạnh và nhanh hơn trước kia nhiều rồi. Tôi không quan tâm là ai đưa. Khi tôi đạt được con số nhất định đủ hạ con quái, tôi sẽ vào điện thờ đối mặt với nó ngay lập tức. Chần chờ nữa thì sẽ không có lợi gì cho chúng ta đâu. Người yếu không thể có nhiều cổ ngữ như vậy. Nếu chúng ta có nhiều thế chúng ta đã mạnh hơn nhiều rồi. Kỳ thật, mọi người hãy đưa tôi cổ ngữ tôi sẽ chiến đấu, hoặc rút thăm coi ai sẽ hy sinh nếu mọi người không quyết định được. Ông là tên khốn ích kỷ, cái gì, ai vừa nói đấy. Ông rõ ràng là người bị ném vào đầu tiên nếu chúng ta bắt đầu với những người yếu trước, vậy nên sao chúng tôi phải đưa cổ ngữ cho kẻ yếu như ông. Khoảng cách giữa người đứng đầu và cuối như trời và đất. Hay là do ông chỉ có một vài cổ ngữ do vậy ông không muốn đưa ra. Rõ ràng là kẻ yếu như ông sẽ trốn đi ngay vì ở đây ông chả có ích gì cả. Sao mày dám nói tao như thế hả? Đừng hành động ngu ngốc ông già, hay là ông muốn bị chặt đứt tứ chi rồi ném vào trong đó. Mày cậy mạnh mà đối xử như thế sao? Mấy thằng như mày không biết tôn trọng người già à? Mày không biết dân chủ là gì sao? Dân chủ à, tốt lắm, vậy thì biểu quyết đi. Về việc phải bỏ ra cổ ngữ để cứu người như ông, hay là hy sinh ông đi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ biểu quyết ẩn danh như nền dân chủ quý báu của ông nói đấy được không? Lúc này ông ta đã như chuột chạy qua đường bị mọi người xua đuổi. Ông ta bèn nghĩ cách cầu cứu Han Su, người như cậu có thể dễ dàng lấy cổ ngữ của hắn phải không? Nếu cậu hạ gục một vài người mạnh, cậu có thể dễ dàng lấy được. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì đã bị người đánh. "Hãy cứu tôi, tôi sẽ đưa hết cổ ngữ cho cậu, tôi còn gia đình ở nhà." Ném ông ta vào trong trước đi, nếu con quái vật không hài lòng chúng ta sẽ chết hết. Đối với hành động của đám người này Han Su chỉ có thể thở dài một tiếng, họ không bao giờ biết khi nào nên lùi lại, khi nào cần tiến lên. Vẫn như mọi khi mình biết điều này sẽ xảy ra thôi chúng ta cần phải giải quyết xung đột ở đây. Mọi người, im lặng đi. Tôi cho mọi người vài lựa chọn để tìm ra kẻ cần hiến tế nếu như không ai chịu giao cổ ngữ ra cả. Lựa chọn 1, lựa chọn 2, lựa chọn 3, và đó là đủ 5 người. Đây là mệnh lệnh cho những cá nhân yếu nhất. Không thể nào, mày đang nói chúng tao sẽ phải hy sinh cho con quái vật đó sao? Thằng khốn này, mày định bỏ rơi chúng tao vì chúng tao yếu sao? Thời gian lúc này còn lại 29 phút 5-6 giây. Nếu cậu cứ thế này thì thà đi cùng cậu ấy cho rồi có lẽ cậu ấy sẽ để cho cậu đi theo đấy. Cậu vẫn không biết Han Su là loại người gì nhỉ Sang Jin, tôi cũng muốn đi cùng cậu ấy. Nhưng mà tôi đâu thể đi theo sau cậu ấy mãi được có phải không, mình sẽ luôn bị bỏ lại phía sau sao. Vậy giờ cậu định làm gì, cứ tiếp tục chờ cậu ấy à? Không, tôi mà làm vậy thì sẽ bị Han Su la mất và rồi tôi cũng sẽ chẳng khác gì những người kia. Trong khi người khác bận rộn thì các người đang làm gì? Cho dù các người có đang nghỉ chân lấy lại sức thì tôi cũng không quan tâm nhưng đã đưa ra lựa chọn rồi thì các người phải tự mình gánh lấy hậu quả. Không phải vì các người yếu nên họ mới bỏ các người lại, chính sự yếu đuối của các người mới là lý do các người không đuổi kịp bọn họ đấy. Đã ở đây rồi mà còn muốn nhận phúc lợi à? Nếu các người muốn có cơ hội sống sót thì mỗi người lấy hai cổ ngữ đi, cả 15 người luôn. Tôi chỉ có thể đưa bấy nhiêu thôi. Chuyện của các người là đi săn rồi trả lại những gì các người đã mượn tôi trong vòng 72 tiếng tới. Nếu có ai bỏ chạy mà không chịu trả lại thì nói cho tôi biết, tôi sẽ bù vào số đó. Các người mà có đủ can đảm thì cứ thử đi. Han Su luôn luôn giữ lời hứa nên chắc chắn cậu ấy sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Vậy cũng có nghĩa là tôi phải nhanh chóng hành động thôi, để có thể đuổi kịp cậu ấy. Cậu chỉ cần đi cùng chúng tôi là được mà, những người khác cũng cảm thấy vui khi có cậu theo cùng. Cảm ơn cậu, nhưng mà vẫn chưa được, tôi trả lời cậu sau nhé. Mình không cần nhìn cô ấy đánh nhau cũng biết. Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau thì cô ấy đã trở nên mạnh hơn rồi. Mình cũng phải cho họ thấy, thế này vẫn chưa đủ một thứ gì đó có thể chứng minh giá trị của mình. Này cậu kia, có chuyện này bọn tôi cần nói với cậu. Làm gì mà căng thẳng thế, anh bạn này tính tình hơi ngại ngùng ấy mà, mong cậu hiểu cho. Tôi là Park Suhon. Cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu, cậu là thủ lĩnh của những người kia phải không? Cùng là thủ lĩnh với nhau nên tôi nghĩ chúng ta nên trò chuyện một chút. Anh nói tôi là thủ lĩnh sao? Ha ha anh làm tôi ngại quá đấy, bọn tôi chỉ là bạn thôi nhưng đúng là họ hay nghe lời tôi. Vậy thì cậu đúng là thủ lĩnh rồi còn gì ha ha. Theo như tôi thấy ban nãy thì cậu cũng biết cái người tên là Hansu kia, tôi muốn hỏi chuyện về cậu ta có được không? Bên này, Hansu đang chuẩn bị vũ khí để chiến đấu với quái vật. Độc của Goblin không có hiệu quả với nó, nên cần phải dùng độc dược tê liệt, như đây chắc là đủ rồi. Hạt châu của Phi nó giúp hồi phục một lượng thể lực nhỏ. Lúc đi săn thì mình kiếm được thứ này, cũng không tệ lắm, mình phải dùng trước thôi. Các chỉ số tổng thể không còn cân bằng nữa, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác bởi vì để chiến đấu với thứ này thì thế này còn lâu mới đủ. Mình sẽ phải hút thứ này nhiều đây, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác như thế. Mà cũng dễ hiểu thôi, cuối cùng thì đã tạo ra được cổ ngữ thích hợp. Khi các chỉ số cổ ngữ vượt quá 100 thì các màu sắc sẽ chồng lên nhau và tạo ra một cổ ngữ khác với trước đây. Bắt đầu từ không màu, nó sẽ chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ sang cam, sau đó là từ cam sang vàng. Bắt đầu từ cổ ngữ không màu, các chỉ số sẽ thay đổi. Mặc dù cổ ngữ bình thường chỉ số 99,9% cũng không khác mấy so với cổ ngữ không màu chỉ số 0,01%. Cấp độ lên càng cao thì sự khác biệt giữa chúng càng đáng kể. Con quái vật này thậm chí còn không xuất hiện ở vòng huấn luyện đầu tiên nữa, nên dùng cổ ngữ không màu để đối phó với nó là đủ. Nếu có tinh chất của quỷ lùn thì mình sẽ dễ dàng đánh bại nó hơn rồi. Nhưng mà mình có thể chắc chắn một chuyện, với tư cách là người duy nhất hoàn thành mảnh ghép ẩn. Sau khi đến cái thế giới chết tiệt này, đây chính là điều đầu tiên mà mình ngộ ra nhiệm vụ trông càng khó gần như là không thể làm được thì phần thưởng lại càng lớn video đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi tạm biệt mọi người